Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Xuyên không về cổ đại, ta gả cho nông phu làm kiều thê Của tác giả Ngô Vi Phần 4 Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Phó Nguyệt hỏi, không biết bọn họ bái vị tiên sinh nào vậy Vương Thục nói Trường Tư Thục là do tiên sinh Đổng Vĩnh Quang tổ chức Nghe nói đó là một vị lão gia tú tài đó Trẻ con từ năm 6 tuổi đều có thể đưa đi kiểm tra một phen Nhị hầu nhà ta rất nghịch ngợm Cần phải nghiêm khắc Cho nên cha chồng đưa hai anh em bọn họ cùng nhau đi học Thôi Đào Nhi thấy nàng hỏi về chuyện này Nhớ tới tiêu giảng nhà tiêu thái cũng 5 tuổi Liền hỏi muội dự định đưa tiêu giảng đi học sao Phó Nguyệt gật đầu tiêu giảng không còn nhỏ tuổi, có thể đọc sách vỡ lòng, trường tư thuộc đáng tin cậy lại có bạn chơi quen thuộc, Phó Nguyệt dự định đưa cậu bé đến trường tư thuộc này. Đi học rất tốn bạc đó. muội đừng thấy cuộc sống hàng ngày của nhà ta có vẻ ổn, nhưng một đứa trẻ học tập một năm quà nhập học, giấy, mực cũng tốn mười mấy lượng bạc, cả nhà đều phải cắn răng tạo điều kiện cho bọn nó học đấy. Thôi Đào Nhi nhìn vẻ mặt Phó Nguyệt, dù sao cũng là nương tử mới được cả tới, cuộc sống hàng ngày của tiêu gia cũng như vậy, thế mà lại muốn đưa chú em đi đọc sách sao? Phó Nguyệt nhớ kỹ chuyện trường tư thuộc, tính toán trở về sẽ thương lượng thông suốt với tiêu thái, vì vậy không chú ý tới thôi đào nhi nhìn sắc mặt của nàng, bình thản mà trả lời, đọc sách là chuyện tốt, chờ thân thể của A giảng nghỉ ngơi tốt hơn một chút thì sẽ đưa đệ ấy cùng đi học. Nhớ tới trong thôn đồng đại Phó Nguyệt xuất thân từ gia đình giàu có, kiến thức rộng, của hồi môn cũng phong phú, có lẽ chuyện chi tiền đi học cũng là việc rất nhỏ. Thôi Đào Nhi xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, càng cư xử nhiệt tình với Phó Nguyệt hơn, hận không thể vỗ bộ ngực bảo đảm, không thành vấn đề. Ít nữa ta sẽ dặn dò đại ngưu nhà ta, bảo nó chú ý đến A Giảng, muội cứ yên tâm. Đào Nhi, đã chuẩn bị xong chưa, ăn cơm thôi. Người trong nhà đã tề tựu đông đủ, Trương Thẩm vội vàng đi tới, dặn dò ăn cơm. Vân Nương, đã xong đã xong rồi. Ba người không nói chuyện phím nữa, cùng Trương Thẩm bưng thức ăn lên bàn. Ở chính đường nhà họ Tôn gia đặt một cái bàn gỗ hình tròn lớn, đều là người trong nhà, hơn nữa trong thôn cũng không quá để ý, cho nên không phân chia chỗ ngồi nam nữ. Tổng cộng 9 người lớn cùng 4 đứa trẻ, thôi Đào Nhi ôm con gái nhỏ Viên Viên, chen chúc một chút nhưng vẫn có thể ngồi được, hơn nữa bọn nhỏ cũng không ngồi lâu, lát nữa ăn no sẽ xuống đất chơi. Trước khi khai tiệc, bọn tiểu bối kính rượu chúc thọ Trương Thẩm, nói vài câu chúc mừng các tường. Trương Thẩm cười ha hả mà nhận từng lời chúc một, nhìn bọn nhỏ trong phòng thấy vô cùng thỏa mãn. Tử lượng phó nguyệt vẫn ổn, hộ nhà nông ở nơi này ủ rượu vàng có nồng độ thấp, nàng uống mà không cảm thấy gì. Chẳng qua phó nguyệt uống rượu rất dễ bốc lên mặt, hơn nữa làn da nàng lại trắng, trông có vẻ không biết uống rượu. Trương Thẩm thấy phó nguyệt mới uống một chén nhỏ rượu vàng, toàn bộ mặt đều đỏ, vội ngăn cản nàng, ai nha, đứa nhỏ này quá thật thà, không biết uống rượu cũng đừng mời, ngươi xem này khuôn mặt đỏ hết lên rồi." Trương Thẩm nói tiếp, "A Thái cũng thật là, con bé không biết uống rượu, ngươi cũng không ngăn cản một chút." "Tiêu Thái, vô tội." Hắn biết rõ tửu lượng của Phó Nguyệt, chung quy lại lúc tân hôn uống rượu giao bôi và lúc ở nhà sư phụ uống một ít rượu, nàng chưa bao giờ say. Vì vậy hôm nay Phó Nguyệt kính rượu, hắn không hề ngăn cản. Phó Nguyệt thấy Tiêu Thái nghe Trương Thẩm nói mà lặng lẽ gánh tội tiếp nhận bát rượu trong tay nàng, nàng liền cười giải thích trương thẩm đừng trách chàng ấy chẳng qua cháu uống rượu bị men rượu bốc lên mặt thôi nhìn ánh mắt tỉnh táo của phó nguyệt nói chuyện cũng có trật tự đúng là chưa say trương thẩm nhẹ nhàng thở phào vậy thì tốt tuy không say nhưng mặt ngươi đỏ thế này cũng đừng tiếp tục uống nữa dùng bữa dùng bữa không sao đâu đợi lát nữa là tan hết thẩm đừng lo lắng phó nguyệt cũng không thích uống rượu lắm nghe trương thẩm nói xong liền không kính rượu nữa vừa ăn vừa nói chuyện với đám tẩu tử và trương thẩm bọn nhỏ đúng là đang ở thời điểm cao lớn, chơi một ngày đã sớm đói bụng, hôm nay nguyên liệu nấu ăn phong phú, có cá có thịt, dường như được ăn ngon như ngày Tết, đại ngư nhị hầu mãi ăn đến mức không ngẩng đầu lên. Tiêu giãn chậm rãi ăn, hắn cảm thấy tẩu tử làm cơm là ăn ngon nhất. Chờ đến khi ăn no được 8 phần, thấy đại ngư nhị hầu ăn no muốn xuống đất chơi, tiêu giãn kéo kéo góc áo của phó nguyệt, tẩu tử, đệ cũng muốn đi chơi. Phó Nguyệt đáp, vậy A Giảng ăn no chưa? lát chúng ta về nhà sẽ không ăn cái gì nữa, phải ăn no mới có thể đi chơi nha. A à, giảng no rồi. Vậy để đi đi. Bên ngoài trời tối, đừng chạy ra ngoài, chơi ở trong sân thôi nhé. Vâng. Các ca chờ đệ với. Tiêu giảng gọi đại ngư nhị hầu đang chạy ra ngoài, cũng xuống đất đuổi theo bọn họ. Thấy các ca ca đều đi, con gái nhỏ trong ngực thôi đào nhi không chịu ngồi nữa, vặn vẹo thân mình gọi, muốn ca ca. Muốn ca ca đi thôi đi thôi thôi đào nhi buông cô bé xuống để cô bé theo bọn họ đi chơi bên này tôn trường canh cùng mấy đứa con trai và tiêu thái trò chuyện về tình trạng đồng ruộng năm nay mưa thuận gió hòa có vẻ là một năm mùa màng tươi tốt bên kia trương thẩm nhớ đến sắp tới tết đoan ngọ người trong thôn gói bánh chưng đều đi ra bờ sông phía tây để hái lá cỏ sậy ngày tết đoan ngọ sắp đến phải sớm đi lấy lá gói bánh chưng nếu không chỗ bờ sông dễ hái sẽ bị người khác hái hết lá cây nếu chậm cũng chỉ có thể chọn nơi khác tiểu nguyệt hai ngày nữa nhà ta sẽ đi ra bờ sông phía tây để hái lá gói bánh trưng cháu có muốn cùng đi không ở hiện đại phó nguyệt đều trực tiếp mua bánh trưng đã gói sẵn ở triệu phủ sẽ giúp đám đầu bếp nữ gói bánh trưng nhưng chưa bao giờ tự mình đi hái lá gói bánh nghe trương thẩm nói như vậy phó nguyệt nổi lên hứng thú đoan ngọ nhất định phải có bánh trưng mới hoàn chỉnh chính mình tham dự vào toàn bộ quá trình gói bánh trưng cũng là một sự kiện thú vị phó nguyệt được chứ đến lúc đó làm phiền trương thẩm cùng các tẩu tử dạy cháu cháu chưa từng tự mình đi hái lá bánh trưng đâu thôi đào nhi giảng giải cho nàng việc này đơn giản chỉ cần chọn loại lá xanh biết lá to lại không bị sâu đục lỗ là có thể gói được sau khi lấy về cọ rửa rồi cho vào nước luộc lên là được vương thục thận trọng không quên bổ sung tiểu nguyệt muội phải nhớ rõ đến lúc đó phải mặc quần áo giày vớ giày một chút cổ tay áo buộc chặt lại trong đám cỏ lau sậy có không ít côn trùng đấy phó nguyệt cẩn thận nhớ kỹ tiêu thái nghe đám người tôn trường canh nói chuyện phím cũng phân tâm một chút nghe chuyện ở bên này của bọn họ nghe thấy các nàng nói tiêu thái ghé sát vào phó nguyệt thấp giọng nói cỏ lau sậy có rất nhiều côn trùng nàng sẽ sợ hãi để ta đi lấy lá bánh chưng cho phó nguyệt lắc đầu không sao đâu ta không sợ. Ta đi cùng Trương Thẩm và các cậu ấy là được. Phó Nguyệt chưa nói, khi còn nhỏ ở cô nhi viện có đông trẻ con, cô nhi viện chỗ bọn họ nhỏ nên việc quyên tặng rất hạn chế. Trong viện lạc hậu và cũ kỹ, bọn nhỏ đã từng thấy côn trùng và chuột bọ cho nên chẳng sợ gì cả. Có thể ăn no mặc ấm đã là sự cố gắng hết sức của viện trưởng và các mama, thật sự không có điều kiện chú ý đến những mặt khác nữa. Mà những năm ở triệu phủ làm nô tỳ, mùa hạ mùa thu quạt cho chủ nhân đuổi côn trùng nàng sao có thể bị dọa sợ được chứ dần dần phó nguyệt cũng không hề sợ hãi rắn chuột và kiến nữa hoàn cảnh tồi tệ khiến người ta trưởng thành tiêu thái nhìn ánh mắt trong trẻo kiên trì của nàng gật gật đầu vậy nàng đi cùng trương thẩm nước sông ở phía tây kỳ thật hơi sâu các nàng cứ đứng ở bên bờ mà hái chính mình cẩn thận chờ nàng trở về ta sẽ cùng nàng gói bánh chưng phó nguyệt tò mò A à, Thái ca cũng biết gói bánh trưng sao? Tiêu Thái ngượng ngùng mà mím môi, hắn không biết. Năm ngoái Tết Đoan ngọ vẫn là Trương Thẩm đưa một ít bánh trưng đến nhà bọn họ. Tiêu Thái bồi chuyện ba người tôn trường canh cùng huynh đệ tôn gia mà uống không ít rượu, lúc này không còn trầm mặt lãnh đạm như trước nữa, hơi cười ngây ngô trả lời Phó Nguyệt, nàng dạy ta đi. Hắn chính là muốn dành nhiều thời gian ở cùng một chỗ với Phó Nguyệt. Đôi mắt hoa đào của Phó Nguyệt cười cong lên, bàn tay dưới cái bàn vương qua cào cào vào lòng bàn tay của tiêu thái, được, ta sẽ dạy A Thái ca. Tiêu thái nắm chặt ngón tay nhỏ đang quấy phá trong lòng bàn tay mình, từ từ trượt qua khe hở ngón tay nàng, mười đầu ngón tay đang vào nhau. Thấy hai người bọn họ lặng lẽ nói chuyện với nhau, trương thẩm trêu đùa hô, hai vợ chồng son các ngươi nói thầm cái gì đấy. Nói cho chúng ta cùng nghe đi. Phó Nguyệt giật mình, vội vàng giẫy dụa rút tay của mình ra, sắc mặt ửng đỏ. May mắn là trong phòng ấm áp, ban đầu nàng uống rượu sắc mặt còn hồng hào nên không ai nhận ra phó nguyệt che giấu mà dùng tay vén tóc mai bên dưới nói không có gì a thái ca nói chuyện lá bánh chưng với cháu mà thôi tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều nhìn bọn họ cười mọi người đều trải qua giai đoạn mới cưới ngọt ngào rồi nên đều hiểu trương thẩm cũng không vạch trần bọn họ cười bảo đảm với tiêu thái thẩm mang nương tử ngươi đi ra ngoài bảo đảm sẽ mang nương tử ngươi hoàn hảo trở về ngươi yên tâm đi thẩm Thẩm đừng dễ cực cháu, Tiểu Nguyệt đi ra ngoài cùng các thẩm, cháu không lo lắng. Khẩu thị tâm phi, chính là Tiêu thái giờ phút này. Cả bàn ăn đều là phu thê ân ân ái ái, người Cẩu độc thân như Tôn Thế Thịnh tỏ vẻ bị chỉ mũi nhọn vào. Tôn Thế Thịnh bưng bát rượu lên mời Tiêu thái, "A thái ca, uống rượu uống rượu. Hôm nay ta không say không về." Tôn Trường canh vui tươi hớn hở mà nhìn, cũng không ngăn cản mấy tiểu tử bọn họ đua rượu với nhau kiếm khi được thả lỏng một lần ăn uống xong xuôi vương thục đi xuống phòng bếp lấy mì hôm nay món ăn chủ yếu là thịt vừa vặn cuối cùng ăn một ít rau xanh mì sợi để đỡ ngấy lấy cho mẹ chồng một chén riêng xoa mì sợi thật dài không bị đứt đến lúc đó ăn hết trong một miếng ngụ ý sống lâu trăm tuổi còn lại đều cho vào một cái chén lớn rồi bưng lên ai muốn ăn nhiều hay ít thì tự mình lấy là được từng người phó nguyệt thôi đào nhi và vương thục lần lượt gọi đứa trẻ nhà mình về chơi một hồi lâu hiện giờ cũng đã tiêu cơm có thể ăn thêm một chút ai giảng lại đây ăn chút mì sợi đi tiêu giảng chạy tới dựa vào người phó nguyệt nhìn nhìn sờ sờ bụng thấy có thể ăn thêm một chút vì thế lại trèo lên ghế ngồi giữa phó nguyệt cùng tiêu thái phó nguyệt lấy một ít mì sợi đặt trong chén tiêu giảng để ăn trước đi không đủ lại lấy thêm tiêu giảng gật gật đầu cảm ơn tẩu tử Phó Nguyệt lại lấy một ít mì cho vào chén của Tiêu Thái và của chính mình. Ăn xong mì sợi, trong trời đêm đen kịt có trăng và sao tỏa sáng, ánh trăng chiếu xuống mặt đất nhìn sáng vàng vặt, đường đi trong đêm không thành vấn đề. Cảm tạ sự khoản đãi nhiệt tình của Tôn Gia, Phó Nguyệt một tay nắm Tiêu Thái, một tay nắm Tiêu Giảng, ra khỏi cửa nhà họ Tôn, trở về nhà. Trên bàn cơm mời qua mời lại, Tiêu Thái uống không ít, màu da trên mặt cũng có thể thấy hơi ửng hồng, lúc này lời nói vẫn lo di rõ ràng, chẳng qua là hành động hơi chậm chạp. Phó Nguyệt cũng không vội, dắt bọn họ từ từ tản bộ cho tiêu cơm. Nhìn ba người tiêu gia chậm rãi đi xa, biến mất trong màn đêm. Trương Thẩm thu hồi ánh mắt, ra hiệu cho ông lão đang chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh quay về viện nhà mình. Ánh mắt công trường canh xa xăm mà nhìn về chỗ tiêu thái biến mất, nhẹ giọng thổn thức nói, thật tốt quá. Trương Thẩm Ban đầu ta còn lo lắng, cô nương trong thành không thích ứng với hộ nhà nông chúng ta, huống chi vẫn là người từ đại viện nhà cao cửa rộng gã tới thì tại lão già ông cứ suốt ngày đắng đo ta sớm nói cô nương phó nguyệt này không tệ đâu chẳng phải ban đầu bà cũng lo lắng chuyện thành hôn của a thái sao bà lão này đã từng nói gì sao ông quên được cưới thì cũng đã cưới rồi cuộc sống không phải đã khá tốt sao ông còn nhọc lòng gì trương thẩm tỏ vẻ rất vừa lòng với phó nguyệt nói xong trở về sân đúng vậy khá tốt về sau lại thêm một tiểu tử béo tốt nữa, Tiêu thư ca và nương tử ca ấy nếu ở dưới suối vàng có biết cũng có thể nhắm mắt. Một trận gió nổi lên, thổi qua khiến lá cây xung quanh rơi xào xạc. "Lão già, ông còn lẩm bẩm gì ở đó?" Gió nổi lên rồi, mau đóng cửa đi về nghỉ ngơi đi. Trương Thẩm đứng ở trong viện hô lên. "Tới đây." "Tiêu gia." Về tới nhà, tác dụng của rượu chậm rãi ngấm dần, phản ứng của Tiêu Thái càng chậm chạp hơn chứng tỏ đã say phó nguyệt mang tiêu giãn tới phòng bếp đun nước ấm cho cậu bé để cậu bé rửa mặt trước sau đó lại dắt tiêu thái vào căn phòng phía đông của bọn họ dìu hắn ngồi xuống phó nguyệt trêu hắn a thái ca chàng say sao tiêu thái phản ứng chậm nửa nhịp nhưng vẫn có ý thức lắc đầu ta không say người uống say đều sẽ kiên quyết chính mình không say vậy đây là mấy phó nguyệt vương hai đầu ngón tay lắc lắc ở trước mặt hắn Nhìn ngón tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của Phó Nguyệt, Tiêu Thái liền ngứa ngáy trong lòng. Hắn nắm lấy đôi tay giơ lên, chậm rãi ghé sát vào, cúi đầu hôn đầu ngón tay nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Nguyệt đang không lưng, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào, "Đây là Nguyệt Nhi của ta." Tiêu Thái đột nhiên bật cười, nhếch môi mỏng lên, trong mắt đều là ảnh ngược của Phó Nguyệt, "Đây là hai. Nguyệt Nhi, ta không say." Nói xong, Tiêu Thái lại cúi đầu hôn đầu ngón tay nàng một lần nữa lúc hắn đang tay vào tay nàng ở dưới bàn ăn, hắn đã muốn làm như vậy. Phó Nguyệt cảm thấy một làn hơi nóng bừng lên, không biết là đầu ngón tay nóng, hay là bị ánh mắt của tiêu thái thiêu đốt. Gương mặt nóng bừng, hơi thở loạn nhịp, Phó Nguyệt đỏ mặt lên, cuốn quyết rút đầu ngón tay của mình ra, vội vàng dặn dò tiêu thái, chàng ngồi yên ở chỗ này, ta đi xem A Giảng đã rửa mặt xong chưa. Mặc kệ hắn say thật hay say giả, Phó Nguyệt không thể ở lại được nữa, nàng phải đi ra ngoài thay đổi không khí ánh mắt tiêu thái chuyên chú nhìn theo bóng dáng phó nguyệt không nhìn thấy người nữa nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ nàng biến mất kia hắn đặt đôi tay lên đầu gối thẳng lưng ngồi ngay ngắn không nhúc nhích đúng là tương đối nghe lời chờ tiêu giảng nằm ngủ xong phó nguyệt về phòng nhìn thấy tiêu thái vẫn ngồi yên ở trên ghế còn duy trì bộ dáng đúng như lúc nàng đi phó nguyệt buồn cười mà dắt tiêu thái dẫn hắn đi rửa mặt tiêu thái ngoan ngoãn phối hợp chờ đến khi dùng nước lạnh rửa mặt, tiêu thái thật sự tỉnh táo hơn một chút. Rửa ráy xong nằm ở trên giường, tiêu thái ôm lấy phó nguyệt, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài đen nhánh như mây của nàng. Đúng rồi, hôm nay nàng đi xuống phòng bếp, nói chuyện cùng các tẩu tử tôn gia có vui không? Tiêu thái thuận miệng hỏi. Phó Nguyệt nhớ tới bí pháp mà thôi đại tẩu truyền thụ kia, nhắm hai mắt lại, lông mi thon dài hơi rung động, tựa như con bướm bị giật mình nhìn vành tai cùng khuôn mặt diễm lệ như hoa đào của phó nguyệt dần dần ửng đó tiêu thái nghi hoặc sao nương tử lại thẹn thùng như thế làm sao vậy phó nguyệt mở to đôi mắt long lanh hơi hơi nhõm người dậy tiến đến bên tai tiêu thái nói nhỏ vài câu thấy phó nguyệt nói ngượng ngùng ánh mắt tiêu thái dần tối sầm lại bàn tay vuốt ve e vòng eo của phó nguyệt cũng siết chặt lại phó nguyệt nói xong xấu hổ đến mức trốn vào ngực hắn Tiêu Thái cúi đầu hơi ngậm vành tay nhỏ nhắn tinh xảo đỏ tươi của Phó Nguyệt, hàng giọng nói: Nguyệt Nhi, chúng ta thử xem đi. Ngày kế tiếp, mọi thứ lại diễn ra theo ngày thường. Phó Nguyệt bận rộn theo hai mặt trên cái bình phong lớn. Lần này Tiêu Thái đi một mình đến chợ phiên cuối tháng để bán hàng hóa, thời gian còn lại tiếp tục lên núi săn thú cùng Mân Bê lò nướng. Đầu tháng năm, lò nướng hủy đi hủy lại cuối cùng cũng thành công. Bánh trứng gà mới mẻ, mềm xốp thơm nứt, tiêu giảng ngửi thấy mùi liền nhanh như chớp chạy tới hậu viện. Chỉ thấy từ tẩu tử trước đến nay bình tĩnh dịu dàng, hiện giờ kích động mà ôm cổ tiêu thái nhảy bật dậy, tiêu thái vội ôm chặt eo nàng, thuận thế xoay hai vòng. a à, thái ca! Chàng quá lợi hại! Lò nướng của chúng ta thành công rồi! Sự nghiệp phấn đấu đã thành công bước đầu tiên, Phó Nguyệt hết sức vui vẻ. Thấy Phó Nguyệt vui sướng, tiêu thái cũng tràn đầy cảm giác tự hào, trước đó nhiều lần thất bại mà suy sụp trở thành hư không. Chỉ cần Phó Nguyệt vui vẻ, dù có khó và mệt đến đâu, hắn cũng sẵn sàng kiên trì. Tiêu giảng nhìn hai người ôm nhau thân mật, ai nha một tiếng, vội vàng dùng hai ngón tay mập mạp che lại đôi mắt, quay người đi, cao giọng kêu, để không nhìn thấy cái gì hết. Nghe thấy giọng nói của tiêu giảng, Phó Nguyệt ngượng ngùng mà nhảy khỏi người tiêu thái. Phó Nguyệt, đây là học theo ai nói đó. Nàng gọi tiêu giảng tới, được rồi, con mèo nhỏ ham ăn mau tới ăn bánh trứng gà mới ra lò đi. Tiêu giãn tách ngón tay ra, từ khe hở ngón tay thấy hai người bọn họ đều đang đứng yên ổn mới tung tăng chạy tới. Phó Nguyệt cầm lấy một cái bánh trứng gà đặt vào tay cậu bé. Tiêu giãn nâng bánh, cúi đầu ngửi ngửi. Thơm quá, không rõ rốt cuộc là mùi thơm của trứng gà hay là mùi thơm mát của sữa bò, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta muốn cắn một ngụm ngay lập tức. Nghĩ sao làm vậy, tiêu giãn ta một tiếng, bánh nướng sốt mềm mại tràn đầy trong miệng, dường như nhẹ nhàng ngậm là có thể hòa tan. Ăn ngon. Tiêu giảng thần thái sáng láng mở to mắt nhìn chầm chầm bánh trứng gà ngọt ngào trong tay, ba ngụm là ăn hết một cái bánh nhỏ. Liếm liếm vụn bánh mì dính bên khóe miệng, cậu bé lại nhìn về phía cái đê ỉ lớn trong tay phó nguyệt. Trên đê ỉ chất đầy bánh nướng nhỏ, dựa như bảo tháp tản ra lực hấp dẫn mê người, khiến cậu bé muốn vùi đầu trong đó, ăn uống thỏa thích. Đây là bánh trứng gà lần đầu tiên thí nghiệm thành công, làm không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có gần 10. Phó Nguyệt lại lấy ra năm sáu cái bánh trứng gà, lấy một cái đê ỉa khác ra đặt vào, sau đó bưng cho tiêu giảng. Từ từ ăn nhé, đây là đồ ăn vặt hôm nay của đệ. Số lượng đồ ăn vặt phải có chừng mực. Tiêu giảng cẩn thận mà ôm cái đê ỉa qua, mang bánh trứng gà bày trên cái bàn luyện chữ. Để gần ngửi hương thơm thoang thoảng của đồ ăn, cậu bé cũng thấy vui viết xong một chữ cái, lại lưu luyến không nhịn được ăn một cái. năm sáu cái bánh trứng gà để tiêu giãn ăn trong hai ngày, cũng may đồ ăn có thể cất đi, không bị hỏng. Tiễn đi tiêu giãn đang vui mừng, Phó Nguyệt cầm lấy một cái bánh trứng gà nhét vào miệng tiêu thái. a à, thái ca nếm thử đi, xem tay nghề của ta có thể mở cửa hàng không. Ăn ngon, mùi vị khác với món điểm tâm mà ta từng ăn trước đây. Phó Nguyệt, ta còn biết làm các điểm tâm khác, Chờ sau này ta sẽ lần lượt làm ra cho chàng nếm thử. Được. Có hai huynh đệ tiêu thái, tiêu giảng cổ động khẳng định, niềm tin của Phó Nguyệt tăng lên gấp bội. Nàng trở lại tiền viện tiếp tục vừa theo thù vừa hồi tưởng lại trong đầu công thức làm điểm tâm. Khi trương thẩm tới cửa từ sáng sớm đón Phó Nguyệt đi lấy lá sậy gói bánh chưng, Phó Nguyệt đã ngủ dậy, đang theo thù ở trong phòng. Thức khuya dậy sớm vội vàng theo thù, nàng đã hoàn thành gần một nửa. Cứ theo tốc độ này, có lẽ sẽ hoàn thành trước thời hạn. Trương Thẩm, Tẩu tử, mọi người chờ một lát, ta thay sim y xong sẽ tới. Phó Nguyệt buông vải theo ra, nhanh chóng thay đổi sim y, mang theo cái giỏ đã chuẩn bị sẵn ra cửa. Chờ đoàn người bọn họ tới bờ sông, chỗ cỏ lau sậy đã có đám nương tử, bà thím đang ngắt lá cây. Trương Thẩm ngươi năm nay cũng mang theo đám nương tử tới à? Đúng. Đây là Phó Nguyệt, nương tử mới cưới của A Thái. Trương Thẩm giới thiệu Phó Nguyệt cho mọi người, dẫn nàng làm quen với đám phu nhân ở trong thôn. Phó Nguyệt lần lượt chào hỏi. Bởi vì nơi có lá cây tốt đã không còn nữa hoặc đã bị chiếm mất, Trương Thẩm dẫn bọn họ đi về phía đông chỗ không có người. Ta ngắt lá ở chỗ này đi, mọi người chia nhau ra lấy, một lát nữa mặt trời lên cao thì quay về. Trương Thẩm lại xoay người dặn dò Phó Nguyệt lần đầu tiên ngắt lá sậy gói bánh chưng, tiểu Nguyệt, cháu phải nhớ kỹ không được lội xuống nước sông, chỉ hái lá cây ở bên bờ, không với tới thì thôi. Phó Nguyệt gật đầu, thẩm à, thẩm yên tâm. Cháu nhớ kỹ rồi. Từng người tản ra chiếm một khối, Phó Nguyệt lấy khăn che mặt đã chuẩn bị sẵn ra đeo lên, mặt và đầu được cuốn một vòng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trên tay mang theo một bộ bao tay tự chế bằng vải thô. Nếu Phó Nguyệt đã tới đây thì cũng không ngượng ngùng do dự, tuy nàng không sợ côn trùng, nhưng bọc kín mít thì có thể tránh được bị côn trùng đốt, cho nên cũng không rảnh bận tâm đê ến hình tượng sau khi trang bị đầy đủ phó nguyệt xách giỏ xuống bờ sông phó nguyệt cẩn thận chọn lựa lá cây xanh biết hoàn hảo kích cỡ cố gắng giống nhau một tay nắm lấy cây lau sậy một tay ngắt lá chờ trong lòng bàn tay tích góp được năm sáu lá thì đặt chúng nó vào giỏ đeo trong khửu tay lúc đầu bùn đất dưới lòng bàn chân chưa bị nước sông thấm ướt càng đi xuống dưới càng lầy lội đứng một lúc thì chân lún xuống không dễ cất bước phó nguyệt tập trung làm việc vô tình đi quá sâu và suýt nửa té ngã nàng giật mình hô nhỏ một tiếng bắt lấy thân cỏ lau sậy trong tay mới ổn định được thân thể tiểu nguyệt làm sao vậy vương thục ở gần chỗ nàng nhất nghe được tiếng hô của phó nguyệt ngẩng đầu nhìn với giọng sang hỏi phó nguyệt hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh rồi đáp tẩu tử ta không sao không có việc gì là được chỗ này đất ướt mùi chậm một chút nhé rút được kinh nghiệm phó nguyệt liền phân tâm chú ý dưới chân thao tác ngắt lá cứ lặp đi lặp lại khi mặt trời nhô cao thì cái giỏ trong tay mọi người cũng dần dần đầy, vì thế thi nhau trở về bờ. Phó Nguyệt cởi khăn che mặt và bao tay, đưa lá đã ngắt được trong giỏ cho Trương Thẩm, làm phiền bà xem giúp. Trương Thẩm lật lật lá sậy gói bánh trưng mà Phó Nguyệt ngắt rồi nói, có thể được, chỗ này cũng đủ dùng. Chúng ta về thôi. Mọi người liền vừa nói chuyện vừa trở về. Trở về sân, Phó Nguyệt tìm một cái bồn gỗ lớn, đổ lá cây trong giỏ vào nước trà sát nhẹ một lần, sau đó lại cho vào nước sôi nấu một lúc để tiêu độc, sau khi vớt ra thì lại ngâm vào bồn gỗ chứa nước lạnh một lần nữa. giữa trưa khi làm cơm, phó nguyệt tiện tay chuẩn bị nguyên liệu cần dùng để gói bánh trưng. bên này nhân bánh trưng của hộ nhà nông hoặc là không cho gì hết, hoặc là cho một ít đổ mà ngoài đồng nhà mình trồng được. nhà nào khá giả, có tiền trong tay thì có thể đi kết hợp với một ít mứt táo, thịt vân vân. người nhà họ tiêu đều không kén ăn, làm đồ mặn hay đồ ngọt đều được. Phó Nguyệt liền chuẩn bị một ít mứt táo, thịt ba chỉ ướp cùng với đậu phộng thông thường. Ăn xong cơm, Tiêu Thái và Tiêu Giảng đều chạy vào trong viện giúp Phó Nguyệt gói bánh chưng. Nhìn kỹ nhé, trước hết lấy hai ba lá cây đặt chồng lên nhau, sau đó cuốn vào phía trong thành hình cái phễu. Phó Nguyệt cầm tay dạy hai huynh đệ cuộn lá cây thành hình trước. Được rồi, tiếp tục múc gạo nếp vào. Ấy! Đừng múc nhiều, hơn một nửa là được. Thấy tiêu giảng lập tức đổ đầy ống lá, Phó Nguyệt ngăn cản, bảo cậu bé đổ một ít gạo lại. Lấy hai ba miếng mứt táo hoặc miếng thịt bỏ vào, nếu gói đậu phộng thì cho khoảng 5-6 hạt vào. Cuối cùng lại múc gạo cho vào sang bằng. Dùng lá cây còn thừa đậy nó lại, cuốn vào, sau đó buộc lại, thế là xong. Ba người triển lãm bánh chưng mà bản thân gói, Phó Nguyệt là hình tam giác tinh tế nhỏ xinh, tiêu thái cho nhiều gạo, khiến bánh chưng căng đến mức hơi biến hình, mà tiêu giảng thì chỉ cầm lên không được mấy chốc đã bị rò rỉ ra, không sao không sao a giảng cứ luyện tập dần dần là được thấy đứa trẻ bất đắc dĩ ôm bánh chưng hỏng phó nguyệt vội an ủi cậu bé người nhỏ sức lực nhỏ phó nguyệt không trông cậy vào việc tiêu giảng có thể gọi được mấy cái bánh chưng bảo cậu bé tới đây cùng tham dự hoạt động gia đình mà thôi vâng vâng a giảng làm lại tiêu giảng cũng không nhục chí hủy bánh chưng đi gói lại thử một lần nữa gói mấy cái tiêu thái dần dần nắm được kỹ thuật tốc độ từ từ tăng lên chờ đến khi gói mấy cái bánh trưng thành ba loại bánh phó nguyệt cầm chúng đi tới phòng bếp nấu trước nếm thử hương vị bánh trưng được nấu xong khi lột ra lá bánh trưng mùi cỏ cây sen lẫn mùi gạo nếp thơm mát thoang thoảng bay lên bánh trưng mứt táo còn tỏa ra vị ngọt mà mùi bánh trưng thịt càng bá đạo hơn mùi thịt dường như có cái móc móc vào lưỡi của người ta thịt tẩm gia vị được ngâm trong gạo nếp trắng trẻo mềm mại sau khi bẻ ra vẫn có thể nhìn thấy thớ thịt rất rõ ràng cắn một nguồn tuyệt không hề thua kém món thịt kho tàu mà phó nguyệt làm tẩu tử buổi tối chúng ta ăn bánh trưng đi tiêu giảng ăn xong một cái chưa đã thèm ha 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 được cho để ăn kèm với nước đường đã thưởng thức được mùi vị tiêu thái và tiêu giảng càng nhiệt tình gói bánh trưng hơn đây là đồ ăn ngon nha tiêu thái tiểu nguyệt chúng ta cần gói bao nhiêu bánh trưng phó nguyệt nhìn nguyên liệu chuẩn bị sẵn đánh giá mỗi loại nguyên liệu có thể gói được 40 cái bánh chưng. Cứ gói hết đi, nếu gói nhiều quá thì chúng ta có thể đưa đến nhà sư phụ, nhà trưởng thôn cùng nhà thôi phúc tẩu tử. Một mình sư phụ, tất nhiên là lười làm cái này. Còn về phần nhà thôi phúc tẩu tử, mỗi khi bọn họ đi đến cửa hàng mua thịt, tẩu ấy đều cắt nhiều cho bọn họ hơn một chút, đối xử với bọn họ rất thân thiết, Phó Nguyệt nghĩ cũng nên tặng qua một ít, kéo gần quan hệ. Phó Nguyệt hỏi, chàng có nhà nào muốn tặng không tiêu thái suy nghĩ một lát lắc đầu năm ngoái bọn họ cũng chỉ vắng lặng bận rộn mưu sinh nên chỉ thân thiết với nhà trưởng thôn những người khác trong thôn chủ yếu chỉ xã giao nhà của tôn thế xuân chủ yếu là khi sau khi phó nguyệt tới lần trước sau khi nhờ bọn họ giết heo nàng và thôi phúc tẩu tử thường qua lại mới thân thiết hơn một chút phó nguyệt vậy thì quyết định ba nhà này trước đã ba người chung sức hợp tác gói một mạch đến buổi tối mới xong hết toàn bộ bánh chưng. Thống kê một phen bánh chưng, mức táo có 48 cái, bánh chưng đậu phộng có 52 cái, bánh chưng thịt tươi có 45 cái. Phó Nguyệt Phân chia số bánh chưng làm 3 phần, 3 loại nhân mỗi loại 5 cái mang cho sư phụ, mỗi loại 6 cái đưa tới nhà thôi phúc tẩu tử, mỗi loại 10 cái đưa đến nhà trưởng thôn, nhà ông có đông người nhất. Phó Nguyệt sửa soạn bánh chưng đưa cho sư phụ rồi cất đi, chỉ cho Tiêu Thái nhìn, ngày mai chàng lên núi nhớ mang đi cho sư phụ nha. Tiêu Thái do dự, có quá nhiều hay không? Sư phụ chỉ có một mình, nhà trưởng thôn và nhà khác có thể cũng sẽ đưa qua đó. Không nhiều không nhiều đâu, mỗi loại chỉ có 5 cái, bánh chưng mà nhà ta gói cũng không phải là loại quá lớn, có thể để đó từ từ ăn trong mấy ngày. Ngày mai ta sẽ mang qua đó. Ừ, hai nhà khác để ta đi đưa là được. Sắp đến Đoan Ngọ phó nguyệt nghĩ đến ngày hội năm ngoái kênh đào thành bắc sẽ tổ chức đua thuyền rồng nàng cũng từng theo hầu người triệu phủ đi xem cảnh tượng náo nhiệt vì vậy liền dò hỏi tiêu thái a thái à ngày đoan ngọ trong thành sẽ tổ chức đua thuyền rồng ngày đó chúng ta cũng tới xem cảnh tượng náo nhiệt đi lần này nàng muốn ghé sát vào bờ sông thưởng thức một phen mà không phải là hầu hạ ở trong căn phòng tại lầu cao kia ngắm chỉ có thể đưa mắt từ cửa sổ phía xa nhìn thấy nàng có hứng thú tất nhiên tiêu thái không thể không đồng ý hơn nửa dạo gần đây nương tử bận việc theo thùa cũng nên nghỉ ngơi một chút phó nguyệt hưng phấn mà vạch ra kế hoạch giữa trưa chúng ta ăn qua bữa cơm rồi đi vào trong thành đi sớm một chút để chiếm một chỗ đặt chân nhìn cho rõ gọi sư phụ cùng nhau đi buổi tối chúng ta sẽ ăn bữa cơm ở trong thành rồi sẽ trở về tiêu thái bất đắc dĩ về sư phụ ta không dám bảo đảm có thể đã động được ngài ấy nàng biết đấy ngài ấy không thích ra cửa phó nguyệt nói chàng cứ dò hỏi trước nếu sư phụ thật sự không muốn ra cửa vậy chàng cứ mời ngày ấy giữa trưa tới nhà chúng ta ăn cơm là được ta làm một bữa phong phú đồ ăn dù sao cũng là ngày ăn tết mà tiêu thái được nghe nàng ngày hôm sau tiêu thái dẫn theo bánh chưng cùng cung tên đi lên núi quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn công trường minh cự tuyệt đi ra cửa cùng bọn họ các ngươi tự đi chơi là được ngày ấy rất đông người các ngươi chú ý trong chừng a giảng đừng để đám mẹ mình nhân cơ hội bắt đi nếu sư phụ thật sự không đi theo chúng con vậy thì đến trưa nay xuống nhà con ăn cơm cùng chúng con đi tiểu nguyệt nói phải làm một bữa tiệc lớn đó công trường minh gật đầu ông cũng là thừa nhận tay nghề nấu ăn của phó nguyệt cúi đầu nhìn giỏ chứa đầy bánh chưng mà đồ đệ mang tới ông hơi nghi hoặc một chút sao mang nhiều bánh chưng đến đây như vậy buổi sáng trường canh cũng đưa tới đây mấy cái ta nếm vị là được quá nhiều ngài giữ lại ăn dần, nhà con gói không to, chỉ hai ngụm là ăn xong một cái rồi. Tiêu Thái nói tiếp, năm nay Tiểu Nguyệt gói mứt táo, đậu phộng cùng thịt, cái bánh chưng thịt kia thật sự rất tuyệt. Ngài ăn trước xem, thấy ăn ngon thì trong nhà vẫn còn. Bên này Tiêu Thái âm thầm khoe khoang tay nghề của nương tử hắn, hai người nói chuyện, dứt khoát hấp mấy cái bánh chưng lên vừa ăn vừa nói chuyện. Một bên khác, Phó Nguyệt mang tặng cho nhà trưởng thôn trước rồi lại đi tìm Thôi Phúc tôn thế xuân cùng mấy đứa con trai ra quán hôm nay chỉ có một mình thôi phúc ở nhà làm việc không ngờ là phó nguyệt lại mang bánh trưng tới cho bọn họ với tấm lòng này nàng ấy rất vui vẻ nhà ta cũng gói sao có thể nhận của nhà muội chứ mau mang về thôi phúc vừa từ chối đẩy cái giỏ của phó nguyệt vừa nhét thêm mấy cái bánh trưng nhân đậu thập cẩm và bánh trưng nhân lòng đỏ trứng muối mà nhà mình làm vào giỏ của nàng phó nguyệt cười ngăn lại thôi phúc tẩu tử Tẩu không lấy của ta, sao còn đòi ta phải nhận lại chứ? Nếu không thì như này, hai nhà chúng ta coi như trao đổi khẩu vị đi. Thôi Phúc nhìn tình cảnh hiện tại, cũng buông tay mỉm cười. Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm một lát, Thôi Phúc còn muốn giữ Phó Nguyệt ở nhà dùng cơm. Phó Nguyệt quyển chuyển từ chối, nói trong nhà còn có a giảng đang chờ. Tiễn Phó Nguyệt đi, Thôi Phúc tiếp tục dọn dẹp việc nhà, cắt cỏ cho heo ăn chờ đến khi trời tối mịt mới bừng tỉnh cơm chiều vẫn chưa làm. Trong nhà có ba người nam nhân khỏe mạnh, bận rộn cả một ngày không chịu được đói, chờ đến khi nàng vội vàng về đến nhà, ba người trong nhà đã mang bánh trưng đi hấp ăn. Đại nhi tử tôn khải lực ăn bánh trưng nhân thịt, cắn hai ngụm liền hết, liền khen ngon. Lại chọn một cái khác từ đê ý tiếp tục ăn. Tiểu nhi tử tôn khải tráng ăn bánh trưng nhân mức táo, vị ngọt cũng không tồi. Nhưng ngửi được mùi thịt, lại thấy ca ca mình ăn đến mãn nguyện như vậy, không nhịn được thò lại gần cắn một ngụm to. Hắn nếm thử một ngụm, không nhịn được mà trừng to mắt hổ lên, hóa ra bánh chưng nhân thịt là mùi vị này sao? Nạc mỡ đang xen, béo ngậy đến thú vị, còn thơm nữa. Công Khải Lực thấy bánh chưng bị ngoạm mất hơn một nửa, kết bỏ mà đẩy đệ đệ đang còn muốn há miệng to cắn thêm miếng nữa, tự mình không biết bóc cái mới ra ăn sao. Tông Khải Tráng lập tức ăn xong cái bánh trong tay, sau đó duỗi tay đi chọn lựa bánh trong đê ỉa thấy nương trở về tôn khải lực nhấc bánh chân thịt trong tay lên hỏi nương đây là nhà ai cho đó ăn ngon thật năm nay nhà ta cũng gói bánh chân thịt đi nương tử của tiêu thái đưa tới thực sự ăn ngon như vậy sao tôn khải tráng vội vàng ăn chỉ gật gật đầu phụ họa tôn khải lực nương còn nữa không chỉ có một giỏ đó thôi người ta có lòng tốt tặng một ít sao có thể ăn xong còn muốn tới cửa đòi thêm chứ? Nghe Thôi Phúc nói như vậy, mấy người nhà họ tôn lập tức hoãn lại tốc độ, từ từ thưởng thức hương vị. Thứ ngon ăn xong thì sẽ chẳng còn nữa. Tôn gia vừa ăn vừa luyến tiếc, ngược lại tiêu gia không rảnh lo đến bánh chưng ngon tuyệt hảo này. Hiện tại tiêu giảng dùng toàn bộ tâm trí ở đê ỉa điểm tâm mà tẩu tử lấy ra từ lò nướng kia. Mỗi người đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tất cả đều rất tinh tế và ngon miệng mỗi ngày ngâm mình trong mùi thơm ngào ngạt này cậu bé cảm thấy chính mình như con chuột rớt vào trong lưu gạo đúng là ngày tháng của thần tiên phó nguyệt thử nghiệm làm từng món điểm tâm dự bị ngày đoan ngọ đi vào thành thì mang đi cho lý đình ở tiệm vải lý nương tử là nhân vật đi nhiều hiểu rộng có lẽ cũng biết không ít đồ tốt phó nguyệt tự tay làm điểm tâm hơn hẳn người khác bởi tấm lòng và ý tưởng mới về phương diện khác nàng cũng muốn cho lý đình nếm thử trước mượn ván cầu này mà đề cử điểm tâm nhà mình bán cho ôn đại công tử đang tìm khắp thành thọ lễ mới lạ quân gia cũng coi như là thế gia ở bản địa này mấy đời nối tiếp nhau kinh doanh mạng lưới quan hệ rộng rãi nếu có thể mượn cơ hội này tuyên truyền danh tiếng điểm tâm trước ngày sau mở cửa hàng cũng không cần phát sầu vì chuyện khách khứa nữa phó nguyệt tin rằng chỉ cần hưởng qua điểm tâm nhà nàng khách hàng sẽ quay lại theo thùa điểm tâm hai việc bận rộn khiến phó nguyệt xoay lòng vòng Liễu xanh ngấm nhiều nước mưa mà rủ nặng xuống. Bánh trưng được cuốn với sợi dây ngũ sắc. Ngày Tết đoan ngọ, không lâu sau khi ba người tiêu gia tắm gội tế tổ, Tôn Trường Minh đã tới nhà. Phó Nguyệt mang đê ỉa điểm tâm lên mời ông, sư phụ, đây là điểm tâm mấy ngày gần đây ta làm, ngài nếm thử trước. Cơm trưa phải chờ một lát. Tôn Trường Minh, không vội. Ngươi cứ từ từ mà làm, ta chơi cùng A Giảng là được. Chơi cùng tiêu giảng một lát, tiêu thái liền bưng thức ăn lên nhà chính gà rán cung đình bắp cải luộc thịt xào cá chạch chiên xù thịt lợn luộc thái miếng và những món ăn ngon khác lần lượt được bưng lên bàn tươi ngon cây nồng tràn ngập trong gian nhà ở đúng là một bữa tiệc dành cho những người háo ăn từ trước đến nay tôn trường minh không phải là người coi trọng nhu cầu ăn uống vậy mà hiếm khi cũng ăn no căng bụng một lần sớm ăn xong bữa cơm trưa phó nguyệt còn lấy một ít điểm tâm đưa cho sư phụ mang về chờ đến khi Tiêu Thái dọn dẹp ổn thỏa, khóa kỹ cửa viện, ba người cùng nhau đi vào trong thành. Ngày Tết Đoan Ngọ, toàn bộ chợ ở cả phía đông và phía tây đều mở cửa, trên đường người đi lại ghé sát vào nhau, chen chúc đến phát sợ. Tiêu Thái đưa hộp đồ ăn trong tay cho Phó Nguyệt, Túng Tiêu giảng lên ôm vào trong ngực, hơi hơi nghiêng thân, đi trước che chở cho Phó Nguyệt. Vì tránh cho điểm tâm bị chen chúc mà bẹp, hôm nay bọn họ cố ý chọn cái hộp đồ ăn lớn để cất lúc này đề ở trong tay chen chút đi qua bờ sông không tiện chút nào phó nguyệt ghé sát vào tiêu thái nói a thái ca chúng ta mang điểm tâm tới tiệm vải lý ký đi chờ xem xong thi đấu thuyền rồng thì lại tới lấy hộp đồ ăn tiện thể ta mua một ít vải vóc tơ lụa nghe phó nguyệt nói có lý tiêu thái liền lôi kéo nàng thay đổi tuyến đường đi đến khu chợ phía đông trong tiệm vải người đến người đi thấy phó nguyệt tiến vào hạ hạ quản sự đi tới đón nàng đi vào trong hậu viện nghỉ chân hôm nay sao tiểu nguyệt lại tới thế ngày hội đoan ngọ ta cùng người nhà đi chơi đúng vậy hôm nay trong thành thật náo nhiệt các ngươi có đi tới kênh đào kia xem đua thuyền rồng không ta cũng đang có dự định này phó nguyệt cười đưa hộp đồ ăn trong tay qua nói đây là điểm tâm tự tay ta làm đưa cho đình tỷ cùng mọi người nếm thử hôm nay sao không gặp đình tỷ vậy phó nguyệt tò mò mà nhìn từ lúc tiến vào cửa hàng đến hậu viện này cả đoạn đường cũng không thấy bóng dáng của lý đình hà hà thu lại cười hơi hơi ưu sầu hai ngày trước tiểu thư nhà ta ngẫu nhiên nhiễm phong hàn phu nhân vẫn tự mình chăm sóc phó nguyệt quan tâm nói hài tử như thế nào thầy thuốc cho thuốc mấy ngày hiện nay đã rất tốt chẳng qua thân thể tiểu thư không khỏe mà không có hứng ăn cơ thể gầy ốm không ít phu nhân cũng thật lo lắng người không sao cả là tốt rồi phó nguyệt chỉ chỉ hộp đồ ăn kia chỗ điểm tâm này Phần lớn đều dùng sữa bò, bột mì, trứng gà, đường trắng cùng mứt táo, quả mận theo mùa, con nít cũng có thể ăn. A giảng nhà ta ăn rất vui vẻ đó. Hà Hà vui mừng mà ôm hộp đồ ăn, thử nhiều biện pháp cũng được, vậy ta thay phu nhân nhà ta mặc giày nhận lấy. Vừa lúc buổi chiều phu nhân muốn tới cửa hàng nhìn xem. Vậy muộn chút ta sẽ quay lại đây một chuyến. Người nhà ta còn chờ ở bên ngoài, ta đi trước. Cửa hàng bận rộn, phó Nguyệt bảo Hà Hà dừng bước đơn giản nói vài câu liền đi ra ngoài tìm tiêu thái. Tiêu thái ôm tiêu giản chờ tại chỗ, phó nguyệt đi tới kéo khuỷu tay của tiêu thái, hai người chen qua đám người đi tới bờ kênh đào. Còn chưa tới bờ sông, tiếng hò hét ầm ĩ vui mừng đã ập tới. Tiêu thái dẫn theo phó nguyệt dừng bước, rốt cuộc chọn được một chỗ ít người thì dừng lại, ôm nửa người nàng để nàng đứng vững. Tiêu giản ngồi vững trên cổ ca ca, ngồi cao, nhìn hết sức rõ ràng. Trên mặt sông rộng lớn có mười mấy con thuyền rồng đầu thuyền bố trí một mặt trống to, mười mấy hán tử ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở trên thuyền, chờ đợi bắt đầu. Một tiếng chiên được gõ vang, chính thức bắt đầu thi đấu. Trên thuyền nhóm hán tử cùng đồng loạt ra sức, phối hợp với tiếng trống vang cùng khẩu hiệu, thuyền rồng như mũi tên bê án ra. Hai bờ sông tiếng reo hò cố lên không dứt bên tai, phó nguyệt bị bầu không khí ảnh hưởng, cũng hồi hộp, lo lắng theo dõi cuộc đua. Chờ thi đấu kết thúc, đám người dần dần tản ra, Phó Nguyệt vẫn thảo luận cùng Tiêu Thái và Tiêu Giản về biểu hiện của cuộc thi đấu vừa rồi. Tiêu Thái nhìn bộ dáng nàng hào hứng và sôi nổi của nàng, cũng mỉm cười thoải mái đáp lại nàng. Chờ bọn họ trở lại tiệm vải lý ký một lần nữa, Lý Đình đã sớm chờ ở cửa hàng. Đón ba người bọn họ tiến vào của phòng khách hậu viện, Lý Đình kích động mà lôi kéo tay Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt muội muội, muội thật đúng là phúc tinh của ta. Phó Nguyệt, đã xảy ra cái gì? thấy nàng không hiểu ra sao lý đình cười giải thích muội không biết chứ con gái nhỏ kia quả thực là khắc tinh của ta con bé kén ăn lại thích ngọt dạo gần đây thân thể không tốt càng kén chọn ăn ngày xưa con bé luôn nói đồ điểm tâm không ngon làm ầm ĩ đến mức ngay cả cơm canh tương tất cũng không chịu ăn lý đình lau nước mắt ta cùng cha và ca ca của con bé lo lắng đến mức sức đầu mẻ tráng lý đình lớn tuổi mới sinh được một đứa con gái trong nhà sủng cô bé này lên tận trời buổi chiều con bé đi cùng ta tới cửa hàng chơi ăn qua điểm tâm mà muội đưa thích đến mức không cưỡng lại được không biết phó nguyệt không mang quá nhiều điểm tâm đê ến mỗi loại năm cái vừa rồi mọi người chia nhau nếm thử liền hết rồi con gái không nghe theo cứ đòi tiếp bà chỉ có thể mặc giày đi cầu xin phó nguyệt có thể được mọi người thích tay nghề của ta là vinh hạnh của ta ngày mai để ta bảo phu quân đưa một ít lại đây là được phó nguyệt cười cười nàng tự tin với tay nghề không tồi của mình, nhưng tiểu cô nương kia thích có lẽ cũng do điểm tâm cô bé kia ăn hàng năm đã chán ngấy rồi. Thấy Phó Nguyệt hào phóng như thế, Lý Đình nhẹ nhàng thở vào, vội vàng tỏ thái độ, sao có thể làm phiền các ngươi tự mình đưa lại đây, ta phái người đi lấy là được. Điểm tâm này chính là thứ sau này tiểu Nguyệt muốn mở cửa hàng bán đồ ăn sao? Nghĩ đến lần trước Phó Nguyệt nói muốn mở cửa hàng ăn uống, Lý Đình hỏi dò. Phó Nguyệt nhếch môi đỏ lên, cười mỉm gật gật đầu, vừa hay lúc này nhắc đến chuyện đề cử cho ôn đại công tử đúng vậy đình tỷ cảm thấy như thế nào vừa mới lạ vừa ngon miệng việc buôn bán này đáng giá làm chờ muội mở cửa hàng kia ta phải làm khách quen đầu tiên lý đình lướt qua công việc kinh doanh trong đầu vỗ tay khẳng định lý đình không biết định giá bao nhiêu đây phó nguyệt chậm rãi nói ta dùng toàn nguyên liệu tốt cho nên chi phí cũng hơi cao một chút thôi cũng vất vả để kiếm tiền nàng dừng lại sau đó nói thêm, tiểu nguyệt có một chuyện, muốn nhờ tỷ tỷ giúp một chút. muội muội nói thẳng là được, ta có thể giúp được thì tuyệt đối không từ chối. Cuối tháng ôn đại công tử sẽ đến cửa hàng tự mình kiểm tra bình phong phải không? Đúng là có chuyện như vậy. Sao lại nhắc tới ôn đại công tử chứ? Lý Đình nghi hoặc. Ngày ấy việc chiêu đãi điểm tâm cho ôn đại công tử, chẳng biết tiểu nguyệt cung cấp có được không, phó nguyệt nói rõ ý đồ nàng nói. Lý Đình cũng là người tin tường, nghe đàn liền biết nhã ý. Đây là muốn mượn cơ hội này đề cử điểm tâm cho Uông Đại Công Tử, lại từ tay Uông Đại Công Tử hiến cho tiệc mừng thọ của lão phu nhân, vì vậy nó sẽ nổi tiếng với thành thạch châu này. Có điều chỉ mượn chỗ của bà để dùng một chút, còn việc có lọc vào mắt Uông Đại Công Tử không thì phải xem bản lĩnh của Phó Nguyệt. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, làm sao mà không được. Lý Đình nhớ lại mùi vị điểm tâm mà vừa mới thưởng thức, càng cảm thấy đến tỷ lệ thành công của nàng rất lớn. Muội muội yên tâm, ngày ấy muội cùng tới là được. Còn phải làm muội muội vất vả chuẩn bị trà bánh chiêu đãi đó. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy mọi chuyện đều không cần nói ra. Uống trà một lát, nói vài câu chuyện, Phó Nguyệt lấy bổ sung thêm một ít kim chỉ rồi theo Tiêu Thái rời khỏi cửa hàng. Buổi chiều, trên đường người người qua lại nhộn nhịp. Sạp hàng ở chợ người đến người đi, đầu đường còn biểu diễn xiếc và ảo thuật, mọi người xem mà hoa cả mắt. Phó Nguyệt cảm thấy suốt 12 năm kể từ khi tới đây, đây mới là ngày hội tự tại náo nhiệt nhất. Không cần băng khoan lão gia thái thái tiểu thư, công tử không chết mạng ngươi thân trong nhà, cũng không cần luân phiên làm việc. Nàng muốn nhìn cái gì thì nhìn, muốn ăn cái gì ăn cái đó. Phó Nguyệt mang theo tiêu giản, cả quãng đường vô cùng vui vẻ ăn uống, nhưng chỉ khổ tiêu thái. Hắn luôn đi theo sát sao che chở hai người bọn họ, còn phải đóng vai trò là cái giá treo đồ, sách theo thượng vàng hạ cám đồ linh linh cho bọn họ. Nhưng mà hắn đảm nhiệm vẫn vui vẻ chấp nhận vai trò là cái giá treo đồ. Thời gian vui sướng phản phất qua nhanh, bất giác bầu trời đã nhanh chóng trở nên ảm đạm. Từng chiếc đèn lồ nờ dê sáng lên, làm dịu đi bầu không khí ồn ào trên đường phố của đám người lúc ban ngày. Phó Nguyệt vốn tính toán cả nhà buổi tối ở lại tiệm rượu lớn ăn một bữa thịnh soạn để mừng ngày hội. Nhưng buổi chiều vui chơi thỏa thích, suốt quãng đường nhìn xem mua hết cái nọ cái kia, miệng của Phó Nguyệt và Tiêu Giản dường như không lúc nào dừng. Mà những đồ ăn còn thừa lại của hai người bọn họ đều bị Tiêu Thái giải quyết nốt. Ba người xoa so cái bụng no, nhìn nhau cười vui vẻ. Phó Nguyệt nói, được rồi, nếu không ăn được nữa, chúng ta lên đường về nhà đi. Lần sau lại ăn. Nàng lại công người, treo chọc Tiêu Giản. Tội nghiệp A Giảng của chúng ta lại phải trở về ăn cơm tẩu tử nấu rồi. Tiêu Giảng vội an ủi nàng, tẩu tử nấu mới ngon. A giảng chỉ thích cơm canh tẩu tử làm. Nghĩ nghĩ một lát, cậu bé lại cao giọng bổ sung nói, còn cả điểm tâm nữa. Ha ha ha, được. Ngày mai tẩu tử làm điểm tâm sẽ để lại một phần cho A giảng. Tiêu giảng vui rạo rực gật đầu. Buổi chiều nghe tẩu tử nói sẽ làm đồ ăn cho tiểu cô nương nhà tiệm vải kia ăn, không biết vì sao, trong lòng hơi rầu rĩ một chút. Hiện nay nghe được chính mình cũng có phần, nỗi bức bối ở trong lòng tan biến không thấy tâm hơi nữa. Quả nhiên, cậu tử vẫn để ý đến mình nhất. May mắn thay, đây đều là những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng cậu bé, không nói ra khỏi miệng, nếu không thế nào Tiêu Thái cũng sẽ tranh luận với cậu xem rốt cuộc Tiểu Nguyệt để ý đến ai nhất. Nhưng lúc ánh chiều tà cuối cùng biến mất, Tiêu Thái nhặt đồ vật trong tay, Phó Nguyệt nắm Tiêu Giản cùng nhau ra khỏi thành trở về thôn. Hôm nay rất nhiều người trong thôn tới chợ phiên, đến lúc này cũng gặp không ít người dân trong thôn trở về thôn dọc đường mọi người làm bạn với nhau trở về thôn còn có thể nói chuyện phiếm hai câu hôm nay nhìn thấy nghe thấy gì thật náo nhiệt vương nhị bà tử mang theo cháu trai mình đi ở trong đám người nói gì đó với nương tử tôn trường phú khuôn mặt thường thường đánh giá cả nhà tiêu thái đi ở phía trước hai người xô đẩy nhau cuối cùng vương nhị bà tử cất vài bước đuổi kịp phía trước dương giọng gọi tiêu thái tiểu tử liệt à nghe nói ba năm trước đây tiêu gia phân chia gia sản nhị phòng các ngươi không được chia nhiều đúng không phó nguyệt nhíu mày nhìn vương nhị bà tử sao lại đột nhiên nói về việc này tiêu thái không lên tiếng vẫn nắm tay phó nguyệt đi về phía trước trong đám người một nương tử nói tiếp việc này mọi người đều biết ba năm trước đây khi trưởng thôn mang theo các trưởng lão trong tộc đi chủ trì phân chia nhà có không ít người đều tận mắt thấy ta cũng ở đó ta nhớ rõ là phân bốn mẫu đất cùng ba lượng bạc một hán tử khác nhớ tới liền cất tiếng thế cũng không ít trong đám người có một nương tử mới cả tới mấy năm nay, nhà mẹ đẻ nàng chênh lệch với bọn họ, vậy mà cả nhà nàng ta còn không có nhiều như vậy. Tẩu tử nàng ấy kéo đệ muội mới nói tùy tiện này qua, thấp giọng nói, "Muội không biết vụ kiện này, Tiêu gia có 10 mẫu đất, còn lại 6 mẫu đất đều bị đại phòng chiếm." "Nhiều như vậy sao?" "Vương Nhị lão thái, ta nhớ rõ Tiêu lão ca cùng tiền muội muội năm đó đều là người chăm chỉ, đất tốt và nhà gạch đều cho đại phòng." quanh năm tích cốc sao lại chỉ phân chia cho các ngươi ba lượng chứ? Người mà vương nhị lão thái nhắc đến chính là ông bà nội của tiêu thái. Tiêu gia gia chạy nạn tới thôn An Bình, cưới cô nương độc nhất nhà họ tiền, mọi gia sản và đồng ruộng của tiền gia đều cho nữ nhi và con rể. Ông bà nội đều là người chăm chỉ, nếu không cũng sẽ không thay những đồng ruộng cấp trung đẳng và hạ đẳng bằng những ruộng mới, phòng đắp bùn đất biến thành phòng xây bằng gạch. Nếu nói không có tích cốc gì thì đoàn người kia không tin. Tiêu thái cục mắt, che giấu sự lạnh lẽo trong mắt, hờ hững nói, trưởng thôn cùng trưởng lão trong tộc ba năm trước đây đã chủ trì phân chia xong rồi, nếu vương nhị bà bà không tin thì đi hỏi trưởng thôn một chút. Hay da, vậy ta sẽ đi hỏi một chút, hỏi một chút. Vương nhị lão thái nghe được đáp án mà mình muốn, cười nghĩa lui về chỗ bên cạnh nương tử tôn trường phú. Phó Nguyệt thấy toàn thân tiêu thái lãnh đạm, nhẹ vỗ về cánh tay hắn, xoay người xa cách mà cười nói, ta nhớ trong nhà quần áo còn phơi ở trong sân hôm nay trời tối rồi, ngộ nhỡ ngấm sương sớm thì không tốt. Mọi người cứ đi từ từ, chúng ta đi trước. Nàng vừa nói xong, tiêu thái ăn ý mà bế tiêu giảng lên, theo phó nguyệt nhanh chóng đi xa, bỏ xa đám đường đang đi chậm rãi ở phía sau. Tiêu giảng không hiểu lắm những người đó vừa bàn tán cái gì, nhưng không hiểu vì sao cậu bé lại cảm thấy không phải chuyện tốt, giờ phút này ngoan ngoãn mà ôm ca ca. Chờ cách một đoạn, Phó Nguyệt mới chậm lại bước chân, A Thái ca, Chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi. Chúng ta dựa vào chính mình cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, đừng chấp nhặt những kẻ tiểu nhân đó khiến làm hỏng tâm trạng của chúng ta. Nhìn Phó Nguyệt nghiêm túc an ủi mình, con người lạnh băng của Tiêu Thái một lần nữa nhuốm đầy ấm áp, từ, ta có các nàng. Thấy hắn dường như thật sự không để ý nữa, Phó Nguyệt yên lòng, nói nói cười cười cùng nhau về nhà. Nàng quay đầu lại, không chú ý tới cánh môi của Tiêu Thái nhếch lên một nụ cười khẩy. Nếu đại phòng tiêu gia không năm lần bảy lượt tới tìm bọn họ gây phiền phức, từ trước đến nay tiêu thái chẳng thèm chấp nhặt đến người nhà kia. Nhưng bọn họ cứ luôn mãi mạo phạm phó nguyệt và tiêu giảng, tiêu thái không thể nhẫn nhịn được nữa. Lần này coi như cho bọn họ một bài học nho nhỏ, chẳng qua chỉ thả ra một ít tin tức chân thật, còn những chuyện về sau thì. Thấy ba người nhà tiêu gia đi xa, nương tử tôn trường phú hơi đắc ý mà nói với vương nhị bà tử, bà bà, con nói đúng không? Tiền bạc trong gia sản tiêu gia kia đều rơi vào tay đại phòng. Vương nhị lão thái đáp, tiểu tử tiêu thái này thế mà cũng nhận được. Nhị phòng dường như chỉ được phân số lẻ. Nương tử tôn trường phú cười nhạo, chỉ sợ là ngay cả số lẻ cũng chẳng có. Với tính cách của thôi hạnh hoa kia, không chừng ôm khư khư hết bao nhiêu bạc đó. Chẳng thế thì sao? Ta nhớ rõ khi tiêu lão ca còn sống, cuộc sống của nhà hắn không tệ đâu thấy hai người bọn họ nói qua nói lại về chuyện thôi hạnh hoa rốt cuộc chiếm bao nhiêu bạc, mọi người liền hạ giọng thấp xuống nghe hai người tám chuyện. Nương tử tôn trường phú thấy mọi người đều chờ nghe bọn họ tiếp tục nói, có người cổ động khiến bà ta càng nói càng hăng, con giặc cái kia tính tình bủng xỉn, nghe nói chỉ chịu lấy năm lượng để cho tiêu đại bảo đón dâu. Năm lượng Nhà ta cưới vợ, còn phải lấy sáu lượng tích cốc ra để làm xính lễ đó. Một bà thím kinh ngạc hô lên. Mọi người nghe được một tin tức bùng nổ như vậy, thi nhau ríu rít bàn tán sôi nổi. Vương nhị lão thái, ta nhớ tiêu đại bảo xem mặt cô nương nhà họ Vương ở thôn bên cạnh phải không? Có một bà thím từ thôn ấy cả về đây đứng ra nói, đúng là ở bên kia của nhà mẹ đẻ ta, gia cảnh của cô nương ấy cũng không kém. Nương tử tôn trường phú nhìn những bà con lối xong xung quanh trao đổi tin tức, nước miếng bay tứ tung, cười ha hả mà thầm nghĩ, lại có trò hay xem rồi. Ngày hôm sau, phó nguyệt lại mở lò làm thêm một chút điểm tâm để lại một ít cho lý đình cùng với nhà mình ăn còn lại đều tặng cho trưởng thôn thôi phúc tẩu tử dương tứ gia gia cùng với hàng xóm thường qua lại ở quê nhà sau giờ ngọ lần này gã sai vặt ở tiệm vải lý ký một mình một người quen cửa quen nẻo đi đến nhà tiêu thái tiếng đập cửa vang lên tiêu thái ai vậy tiểu nhân là người ở tiệm vải lý ký tiêu thái mở cửa ra gã sai vặt đi vào, khách sáo nói, tiêu chủ nhân, phu nhân phái tiểu nhân tới lấy điểm tâm. Tiêu thái, không dám nhận tiếng chủ nhân này. Ta chỉ hơn ngươi vài tuổi, ngươi gọi ta là tiêu ca đi. Nương tử nhà ta đã chuẩn bị xong điểm tâm, ngươi ngồi xuống uống một ngụm trà chờ một lát. Tiêu ca, không cần vội, không cần vội. Gã sai vặt ngồi xuống chờ, trong lòng âm thầm kỳ quái, sao lại cứ nhất định phải tới tiểu viện hộ nhà nông này mua điểm tâm chứ? người nhà này chẳng lẽ là cao nhân ngoại thế thâm tàn bất lộ sao? Phó Nguyệt mang theo điểm tâm đã được gói kín trong giấy dầu, đồng thời cũng cho gã sai vặt một đĩa điểm tâm nhỏ. Nơi này chính là điểm tâm cho Lý Tỷ Tỷ, khi ngươi trở về nhớ truyền lời lại là điểm tâm tốt nhất phải ăn trong vòng 3 ngày, qua thời gian có thể không còn tươi ngon nữa. Gã sai vặt vội vàng đứng lên, giơ hai tay tiếp nhận lấy gói đồ, tiểu nhân nhớ kỹ. Phó Nguyệt, làm ngươi vất vả đi một chuyến, nơi này một ít điểm tâm nhỏ, ngươi ăn tạm nhân lúc nghỉ ngơi đi. Gã sai vặt thấy bọn họ nhiệt tình như thế, liên tục nói lời cảm tạ. Đây chính là điểm tâm mà tiểu thư trong phủ cứ ầm ĩ đòi ăn đó. Gã sai vặt thật cẩn thận, lòng tràn đầy thành kính mà mở miệng cắn một ngụm. Ôi! Bốn loại điểm tâm, vừa mặn vừa ngọt, mềm xốp hương sữa. Hắn không biết chữ, không biết nên miêu tả vị ngon tuyệt hảo trong miệng như thế nào. Ngon quá, hiện tại coi như hắn đã hiểu vì sao tiểu thư nhớ mãi không quên đừng nói là tiểu thư chính hắn cũng muốn lúc nào cũng có thể ăn một cái đáng tiếc hắn chỉ là một gã sai vặt sao có thể mua nổi điểm tâm vừa nhìn đã thấy tinh xảo đẹp đẽ quý trọng này trong lòng bao nhiêu nỗi niềm gã sai vặt càng ăn càng quý trọng hơn liếm xong một ít vụn bánh mì cuối cùng gã sai vặt nhanh chóng đứng dậy chào từ biệt phu nhân và tiểu thư còn chờ ở trong phủ nữa đó gã sai vặt nói đây là sách vở bút mực mà phu nhân nhà ta bảo ta mang cho tiểu công tử, mong ngài vui lòng nhận cho." Cả sai vặt lấy sách trong tay đưa ra. Lúc trước khi nói chuyện phiếm, Phó Nguyệt có nhắc tới đứa trẻ trong nhà đọc học vỡ lòng. Nghĩ rằng Phó Nguyệt sẽ không nhận tiền làm điểm tâm này nên Lý Đình liền sai người mua cuốn Tam tự kinh cùng bút mực, giấy viết đưa tới đây. Cũng hết sức chu đáo. Phó Nguyệt cười tiếp nhận, ta sẽ không khách sáo nữa, làm phiền Lý tỷ tỷ bận tâm tới Xong việc, gã sai vặt mới lễ phép mà rời khỏi viện, bước nhanh trở về thành. Sắp xếp việc nhà, theo thùa, việc ở tiêu gia cứ theo thường lệ, trời tối thì di nghỉ ngơi. Giờ dần lúc nửa đêm, đột nhiên một tiếng hét sợ hãi như xé lòng, thắt cả ruột gan xuyên qua thôn xóm yên tĩnh, vang đi xa. Tiêu thái chợt mở hai mắt đen nhánh, nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiếng gì thế? Phó Nguyệt cũng bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, dò hỏi tiêu thái ngồi dậy ở bên người không biết, nàng cứ ngủ trước, ta đi xem. Nói xong, tiêu thái xoay người xuống giường, đi ra viện. Nhìn quanh một vòng, trong viện nhà mình yên bình bình an, chỉ ở nơi xa dần dần truyền đến tiếng vang. Tiêu thái về phòng khoác thêm áo ngoài, châm nến rồi nhấc đèn lồ nờ dê lên đi ra viện. Đại khái có không ít nhà bị tiếng hát làm bừng tỉnh. Lúc này trong thôn tối đen như mực được thắp lên vài ngọn đèn dầu, chiếu sáng đường trong thôn lộ. Tiêu thái theo tiếng người đi tìm, trên đường thỉnh thoảng gặp được đám hán tử của các nhà cũng đi ra ngoài kiểm tra tình hình. Chờ tiêu thái đi đến nơi, bên cạnh đất trồng rau đã có không ít người vây quanh. Thôi nhị bá ở trong thôn đang vô cùng sợ hãi mà kể lại những gì hắn vừa mới thấy, quá to. Con lợn rừng to lắm. Cái năng nanh kia cũng phản quan dưới ánh trăng. Ngươi thấy rõ sao? Trưởng thôn cao mày hỏi. Nhìn thấy thật. Hai con to, còn có bốn con nhỏ, ở ngay trong ruộng ươm mầm của nhà ta nói đến đây sau khi trải qua sợ hãi và hưng phấn thôi nhị bá vỗ đùi rồi gào lên nói đồ trời đánh sao lại ăn mầm cây trong ruộng nhà ta chứ mọi người thấy hắn lo lắng đến mức hai mắt trưng trưng mồm năm miệng mười an ủi lão đệ à người không sao là tốt rồi trưởng thôn thấy tiêu thái cũng tới đây liền gọi hắn lại gần công thúc xảy ra chuyện gì thế công trường canh thở dài hay da thôi lão nhị đi tới nhà xí tiểu đêm nhìn thấy có lợn rừng xuống núi ăn mầm cây tiêu thái cao mày hỏi lợn rừng cháu chỉ nhìn thấy một con ở sâu trong núi từ hôm trước sao đột nhiên lại xuống núi cũng đúng nhiều năm rồi chưa từng thấy lợn rừng xuống núi mấy năm nay mùa màng vẫn tươi tốt trong núi có không ít đồ ăn lợn rừng ăn đủ theo lý thuyết sẽ không xuống núi tiêu thái phân tích nói nhưng mà cũng có thể chính trong lúc vô tình đi xuống núi tiêu thái lợn rừng đâu tôn trường canh chỉ chỉ thôi nhị bá thôi lão nhị lớn giọng hét hơn nữa sau đó những người ở gần tới đây gõ gậy hò hét cho nên đám lợn rừng kia bị dọa chạy về trong núi không đã thương người là tốt rồi ngày mai cháu đi tìm sư phụ cùng nhau đi một vòng trong núi nhìn xem vậy làm phiền a thái ngươi chính ngươi cũng cẩn thận một chút tôn thúc thúc cứ yên tâm bên này bọn họ thỏa thuận xong tôn trường canh liền xoay người hô được rồi được rồi mọi người tan hết đi không có việc gì ai về nhà nấy ngủ tiếp đi nghe thấy tôn trường canh nói không có việc gì mọi người liền vừa ngắt ngủ vừa tản đi ai về nhà nấy tiêu thái trở về nhà một lần nữa đóng chặt cửa viện rồi mới đi vào trong phòng thấy phó nguyệt lại ngủ say tiêu thái cũng không đành lòng đánh thức nàng nhẹ nhàng cởi áo lên giường ôm phó nguyệt vào trong ngực rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ ngày hôm sau trong thôn già trẻ lớn bé đều biết đến chuyện hôm qua thật hay giả vậy lợn rừng kia có thể đã thương người đó nghe nói thôi lão nhị sợ đến phát khóc rất nhiều người cũng thấy sao có thể giả được nếu thôi nhị bá mà biết ngoài đồng có tổn thất chỉ sợ lại khóc thêm một lần nữa hắn khóc vì sợ sao hắn xót ruột cây mầm ngoài đồng thì có chuyện này xử lý thế nào trưởng thôn nói bảo tiểu tự thái lên núi nhìn xem có một phu nhân nghĩ đến ngày trước mua thịt lợn rừng, không nhịn được mà thổn thức nói, vậy thì có bao nhiêu thịt đây? Lần trước tiêu thái chẳng tốn công gì bắt được lợn rừng, bán thịt kiếm lời không ít bạc đó. Đừng nghĩ vậy, ngươi cũng phải mạo hiểm tính mạng mới bắt được lợn rừng đó. Có người dội nước lã cho nàng. Lúc này, tiêu thái được người dân trong thôn nhắc tới đang cổng theo trường đao, đeo cung tên dự định lên núi. Sau khi phó nguyệt tỉnh lại, nghe tiêu thái nói chuyện lợn rừng vào thôn tối hôm qua, không yên tâm mà giữ chặt gốc áo của hắn lại dặn dò lần nữa nói chàng phải hết sức cẩn thận đó tiêu thái nắm lấy tay nàng nàng yên tâm còn có sư phụ đi cùng với ta mà vậy cũng phải để ý bọn chàng cũng chỉ có hai người nếu thật sự gặp phải sáu con heo kia cũng nguy hiểm đừng chủ quan chàng đi về gọi thêm người đi cùng đi ta hiểu rõ trong lòng mà ta chỉ cùng sư phụ tuần tra trong một phen xem tình huống thế nào rồi sẽ xua đuổi chúng nó vào sâu trong núi sẽ không mạo hiểm đối mặt trực tiếp. Mang theo nỗi lo lắng cực độ của Phó Nguyệt, Tiêu Thái lên núi. Cả ngày trời Phó Nguyệt đứng ngồi không yên, thường thường ngó mắt ra cửa viện, như thể ngay sau đó sẽ thấy Tiêu Thái bình an mà đẩy cửa vào nhà. Màn đêm dần đen kịt, Tiêu Thái vẫn chưa về nhà. Mỗi giây phút trôi qua Phó Nguyệt càng lo âu hơn. "Tẩu tử, sao hôm nay ca ca vẫn chưa về nhà vậy?" Hai người bọn họ đã ăn qua cơm chiều, đã tới thời gian nghỉ ngơi đi ngủ theo ngày thường của tiêu giảng rồi mà không thấy tiêu thái trở về liền dò hỏi tẩu tử. Phó Nguyệt ác nôn nóng bất an trong lòng xuống, cố gắng nở nụ cười gượng gạo dịu dàng an ủi cậu bé, hôm nay A Thái Ca cũng lên núi săn thú, có lẽ có nhiều con mồi hơn hoặc là đi xa hơn một chút. Không sao đâu, để đi ngủ trước đi. A giảng muốn chờ ca ca trở về. Phó Nguyệt xoa xoa đầu tiêu giảng, có cậu bé ngồi đợi cùng, trong lòng nàng cảm thấy được an ủi một chút được vậy chúng ta đi vào trong nhà chính châm đèn lên đi vừa đọc sách vừa chờ ca ca được không vâng sau khi rửa mặt phó nguyệt nắm tiêu giảng trở lại nhà chính châm đèn dầu lên cho cậu bé đọc sách vở cùng nhau chờ đợi con nít không chịu nổi việc thức đêm lắng nghe một lát liền nghiêng đầu vào vòng tay của phó nguyệt chìm dần vào giấc ngủ gió đêm hơi lạnh không thể trực tiếp ngủ ở nơi này sẽ dễ bị cảm lạnh phó nguyệt bế tiêu giảng lên đưa cậu bé về căn phòng phía tây sau đó lại cởi giày vớ cho cậu bé đắp chăn ngay ngắn lại dưới ánh nến phó nguyệt lại trở về chỗ của ngồi một lần nữa cầm lấy sách vở ánh mắt lại nhìn mông lung không có điểm dừng nương tử đấy à tiêu thái mang theo ánh trăng đi vào gọi nàng phó nguyệt mới đầu còn chưa hồi thần lại cho rằng đây chỉ là ảo ảnh do chính nàng tưởng tượng ra thấy phó nguyệt vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích tiêu thái đến gần kêu tiểu nguyệt đấy à sao nàng lại ngồi ở chỗ này gió lùa sẽ lạnh đó đúng là tiêu thái đã trở lại phó nguyệt lấy lại tinh thần lập tức đứng lên lôi kéo tiêu thái xoay một vòng xem xét một phen luôn miệng dò hỏi tìm được rồi sao chàng có bị thương không không bị thương nhìn nét mặt lo lắng của nàng tiêu thái kéo bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của phó nguyệt qua hợp lại ôm vào trong ngực sưởi ấm tiêu thái ta cùng sư phụ đi một mạch xem xét mà không tìm được chúng nó chỉ phát hiện một ít dấu vết đi ngang qua. Có lẽ đã quay trở lại núi sâu rồi. Vậy sao chàng lại trở về muộn như vậy? Phó Nguyệt dịu dàng trách móc. Chẳng phải là đã đi sâu vào trong núi rồi hay sao, không tìm được đám lợn rừng kia thì tiện đường sang một ít con vật hoang dã khác. Chàng làm ta lo muốn chết. Nương tử à, ta đói bụng. Tiêu Thái nói sang chuyện khác. Chưa ăn cơm chiều, đi ra núi sâu, đưa con mồi về chỗ ở của sư phụ, hắn liền vội vàng chạy về nhà phó nguyệt cũng không ở lại cạnh tiêu thái nữa nàng đứng lên đi về phía phòng bếp buổi tối làm đồ ăn đã để dành cho chàng một phần để ta đi hâm nóng lại tiêu thái đi theo phó nguyệt nói vậy nàng đi hâm đồ ăn trước đi ta đi tới nhà trưởng thôn nói một tiếng phó nguyệt đã trễ thế này rồi ngày mai hãy tới đi không sao đâu ta đoán nếu ta không đi nói kết quả cho ông ấy đêm nay trưởng thôn sẽ không ngủ yên ổn ta đi một chút sẽ về được vậy chàng đi nhanh lên nghe tiêu thái nói không tìm được dấu vết sinh hoạt của lợn rừng liên tiếp mấy ngày trong thôn gió êm sóng lặng mọi người chỉ cho rằng lần đó lợn rừng xuống núi chỉ là tình huống ngẫu nhiên vì thế cũng yên tâm hơn tiếp tục cuộc sống lao động sinh hoạt ban đêm phó nguyệt tranh thủ thời gian để nhanh tốc độ theo thùa tiêu thái thì ngồi ở bên cạnh luyện chữ bầu bạn với nàng phó nguyệt thương lượng cùng tiêu thái a thái ca nếu điểm tâm chúng ta làm được làng truyền ra ngoài thì nên bắt đầu thuê cửa hàng trang trí. Nếu không không kịp buôn bán chính thức mất, danh tiếng tốt có được sẽ bị suy giảm mạnh. Ừ, nàng có ý tưởng gì không? Phó Nguyệt chậm rãi nói ra kế hoạch đã cân nhắc nhiều lần trong lòng, điểm tâm mà chúng ta làm đều sẽ dùng nguyên liệu tốt, lại là món độc nhất, giá cả nhất định sẽ không thấp. Chúng ta nên mở cửa hàng ở khu chợ phía đông nhé. Chợ phía đông là khu chợ phùng hoa xa hoa nhất thành, đám quan to nhà giàu cũng thích đi dạo nơi này, lại nằm gần khu Nam và khu Đông. Tiêu Thái gật đầu, nguyên liệu làm bột kẹo sữa của Phó Nguyệt đều là đồ đắt tiền. Thậm chí ngay cả món ruốc trà bông khi ăn không chỉ mềm mại mà còn có mùi thơm mặn, được chọn từ thịt chân sau của heo chế biến mà thành. Chưa kể đến Phó Nguyệt vất vả tự tay làm trình tự món ăn. Phó Nguyệt tiếp tục nói, về cửa hàng, chờ bình phong được bán đi, có lẽ cũng có thể được chia hơn 100 lượng thuê một cửa hàng nhỏ chắc là không thành vấn đề nếu giá thích hợp trực tiếp mua một cái viện nhỏ có mặt tiền liệu có được không nói đến chỗ này phó nguyệt do dự hỏi tiêu thái a thái ca chúng ta sống ở trong thành có chuyện gì lại trở về có thể chứ về sau mỗi ngày chọn mua nguyên liệu nấu ăn mở cửa hàng đưa tiêu giảng đi học nếu mỗi ngày qua lại buôn ba chung quy lại sẽ rất phiền phức hơn nữa trong thôn ngoài sư phụ ra cũng không có ai thân thích còn phải tuân theo tập tục ở quê nhà, không tránh được người khác dò xét bàn tán. Phó Nguyệt không sợ chuyện này, nhưng có khi cũng sẽ phiền chán. Tiêu Thái trầm mặt một lát. Thôn này là nơi hắn sinh ra và lớn lên, là nhà của hắn, nhưng cha mẹ đều không còn nữa. Hiện giờ, nơi nào có Tiêu Giản và Phó Nguyệt mới là nhà. Hắn thấp giọng mà hồi đáp nói, Tiểu Nguyệt, ta nói rồi, nàng muốn làm cái gì ta đều sẽ ủng hộ nàng chỉ cần hai người đều ở bên cạnh ta mà thôi phó nguyệt công công mi mắt trong lòng tràn đầy ngọt ngào nàng dựa đầu vào bờ vai của tiêu thái vậy chúng ta hàng năm sẽ sống ở trong thành a à thái ca chàng săn thú sẽ phải qua lại vất vả chuyện này cũng không sao từ trong thành lên trên núi cũng không mất nhiều thời gian hơn nữa không phải ngày nào cũng đều phải lên núi vậy thì tốt chúng ta đi xem cửa hàng trước đi tiêu thái để ta đi tìm lái buôn ở trong thành xem trước đã đi xem nhiều nhà ở, sau khi chọn được mấy nhà thì sẽ đưa nàng đi chọn nhé." Phó Nguyệt đồng ý, thời gian không nhiều lắm, nàng phải nhanh chóng hoàn thành công việc theo thù này. Giữa tháng 5, một mình Tiêu Thái lại mang theo con mồi đi vào trong thành một lần nữa. Sau khi bán con mồi cho tiệm tạp hóa Nam Bắc, đại trưởng quầy của tiệm tạp hóa nghe hắn hỏi thăm về cửa hàng, vội giới thiệu lái buôn thân quen cho hắn. Phương Tam gia này cũng coi như là thổ địa ở chỗ chúng ta những chuyện thế này tìm hắn thì không thành vấn đề nhận tiền làm việc tính cách rất ngay thẳng đại trưởng quầy nói tỉ mỉ địa chỉ cho tiêu thái một lần ngươi đi dọc theo sau hẻm qua hai ngã rẽ tới đại viện có liễu xanh ở ngõ nhỏ ven sông kia chính là nhà hắn tiêu huynh đệ chỉ cần nói là ta giới thiệu ngươi tới đó là được tiệm tạp hóa nam bắc chúng ta vẫn có vài phần mặt mũi vậy cảm tạ đại trưởng quầy trước tiêu thái chắp tay đáp lễ khách sáo khách sáo rồi căn cứ vào đường mà trưởng quầy chỉ, tiêu thái tìm được nhà của phương Tam Gia. Đại viện Liễu Xanh ở ngõ nhỏ ven sông, khi hắn mở cửa viện này ra, người ra vào cũng rất dễ phân biệt. Thấy có một gương mặt tươi tắn tiến vào cửa, có một tiểu đệ lanh trí mà bước lên chào đón, vị đại ca này lần đầu gặp mặt thì phải, ngài muốn làm chuyện gì vậy? Đại trưởng quầy tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu ta tới đây, tìm tam gia bên trong. Nghe thấy là tiệm tạp hóa Nam Bắc, tiểu đệ cũng quen thuộc, vừa dẫn tiêu thái vào sân, vừa cao giọng hô lên, tam gia. Tam gia. Tìm ngài nè. Là ai thế? Có thể bảo người ta ngồi nghỉ ngơi một lát chờ ta không? Phương Mảnh phanh ngực áo, lộ ra bộ ngực mướt mồ hôi, bưng bát trà vừa uống vừa đi ra. Sáng sớm nay hắn phải đi xử lý chuyện tranh cãi nhau ở sông Bạc, vừa trở về uống miếng nước nghỉ ngơi một chút cho hả giận, ngồi xuống ghế còn chưa kịp nóng mông đã có việc tìm tới cửa. Phương Mảnh hùng hùng hổ hổ mà nhìn qua, hắc cẩu tử ngươi gọi hồn gì đấy. Trong viện nhiều huynh đệ như vậy, những người khác đều chết hết rồi à. Cái gì cũng trông cậy vào ta là sao? Tiểu đệ cũng không sợ hắn, vì chủ nhân này độc mồm độc miệng, lại hay cao có, nhưng lại là người trượng nghĩa nhất trong ba huynh đệ trong nhà. Tam gia, vị huynh đệ này nói là được đại trưởng quầy tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu tới đây. Phương Mảnh quay đầu nhìn về phía tiêu thái. Nam tử ở trước mặt mặc một bộ y phục bằng vải thô sạch sẽ, mặt mày sáng sủa, thân thể cường tráng, khỏe mạnh. Bộ dạng phúc hậu nào nếu đã từng gặp thì nhất định có thể nhớ kỹ, nhưng hiện giờ lại cảm thấy rất lạ mặt. Vị huynh đệ này muốn làm chuyện gì? Gặp nhiều người với muôn hình vạn trạng, khuôn mặt tiêu thái bình thản, nghe hắn dò hỏi liền khách sáo đáp, thông qua đại trưởng quầy tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu, làm phiền phương tam gia hỗ trợ tìm cửa hàng để buôn bán một ít đồ ăn ngươi muốn mở cửa hàng ở nơi nào? Tiêu Thái, ta muốn tìm một cửa hàng ở chợ phía đông để buôn bán, vị trí đừng quá xa. Phương Mảnh nghĩ nghĩ xem những cửa hàng nào cho thuê hoặc trao bán gần đây, sau đó hỏi lại lần nữa, có không ít cửa hàng, hoặc thuê hoặc bán, giá cả tất nhiên sẽ khác nhau, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi đi. Tiêu Thái, thuê hoặc mua cũng được, nhưng phải xem xét tình trạng cửa hàng trước. Thế cũng được, ngươi đợi chút, để ta đi thay bộ y phục đã phương mảnh hất hất cầm ý bảo tiểu đệ hắc cẩu đứng ở bên cạnh tiêu thái xoay người trở về nhà ở đã là người mà tiệm tạp hóa nam bắc giới thiệu tới đây hắn cũng phải nể mặt mà tự mình dẫn người đi xem mới được người tên là hắc cẩu này cũng lanh trí sau khi thấy phương tam gia xoay người đi liền nhắc đến quy tắc ở chỗ bọn họ cho tiêu thái vị huynh đệ này chỗ này của ta giới thiệu mua bán nếu thành công thì ta thu ngài một phần tiền công nếu hôm nay ngài không vừa ý cốt xấu gì thì tam gia cũng vất vả tự mình chạy một chuyến phải không nên phải trả mấy chục đồng chuyện này trong lòng tiêu thái đã sớm có chuẩn bị hắc cẩu lại ân cần nói ngài cũng đừng lo cửa hàng mà bên ta giới thiệu cho ngài đều hiểu rõ tận gốc rễ nhất định sẽ không khiến ngài chịu thiệt bảo đảm giá cả hợp lý tiêu thái gật đầu đồng ý một lát sau phương mãnh đã mặc xong quần áo đi ra dẫn tiêu thái cùng hắc cẩu đi xem cửa hàng mấy cửa hàng cũng có ưu điểm và khuyết điểm khác nhau, hắc cẩu nói chuyện giữ lời, giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng tình huống của các cửa hàng cùng giá cả. Phương Mảnh đi theo bên cạnh bọn họ, tuy không mở miệng, nhưng có hắn ở đó, nhà có cửa hàng trao bán không dám hết giá cao. Đi khắp nơi xem xét đến buổi trưa, cuối cùng Tiêu Thái chọn ra được ba cửa hàng thích hợp nhất. Hôm nay làm phiền Phương Tam Gia và Hắc Cẩu huynh đệ, sau khi ta về nhà thương lượng sẽ lại làm phiền các ngươi. Hắc Cẩu nhiệt tình mà trả lời, việc thuê cửa hàng là chuyện lớn, phải cân nhắc kỹ càng. tiêu huynh đệ ngươi cứ quyết định xong thì lại đến tìm ta là được, ta sẽ dẫn ngươi đi ép giá. dẫn đi dạo quanh suốt cả buổi trưa, tiêu thái xem xét kỹ càng nhưng không quá kén cá chọn canh, tính tiền cũng sảng khoái, hắc cẩu rất thích trao đổi buôn bán cùng những vị khách như vậy. phương mảnh cũng gật đầu, tiêu huynh đệ ngươi lần sau tới đây trực tiếp tìm hắc cẩu là được. hôm nay hắn đi theo cũng coi như là tạo uy thế rồi, còn lại hắc cẩu cũng có thể ứng phó. Phương Mảnh còn có việc, cũng không hề nhiều chuyện nữa, dẫn hắc cẩu rời đi. Tiêu Thái nhìn sắc trời, cũng xoay người ra khỏi thành. Trên bàn ăn cơm nhà họ Tiêu. Tiêu Thái tỉ mỉ nói tình trạng ba cửa hàng mà hôm nay hắn chọn cho Phó Nguyệt nghe. Một nhà nằm trên đường phố ở chợ phía đông, thuộc đường Bạch Hổ. Cửa hàng không lớn, vốn buôn bán rượu, ông chủ kinh doanh không tốt nên nhượng lại, chỉ cho thuê theo năm, một năm ba mươi lượng còn có một cửa hàng cách đường chính hai ba cái ngõ nhỏ, hơi lệch một chút, nhưng cửa hàng lớn nhất, người ở chung quanh cũng không ít. Có thể thuê theo tháng, một tháng khoảng một hai lượng, cũng có thể mua trực tiếp cửa hàng, đại khái muốn 300 lượng. Cuối cùng là cửa hàng ở xa hơn hai cửa hàng ban đầu, ở phố Thanh Vân, nhưng nằm khá gần thư viện và phủ nha trong thành, nằm ngay cạnh cửa hàng bán sách. Cửa hàng có quy mô vừa phải, đằng sau có một cái viện nhỏ, chủ nhà lập gia thất, muốn dọn nhà trở về quê hương đất tổ, muốn bán toàn bộ cả tiền viện và hậu viện. Chào giá khoảng hơn 500 lượng. Nói rõ ràng tình huống hôm nay, tiêu thái vùi đầu vào uống từng ngụm cháo. Phó Nguyệt liền lâm vào trầm tư. Căn cứ theo số bạc mà bọn họ hiện tại tiết kiệm được thì thuê theo tháng vẫn có thể trả được. Nếu mua trực tiếp cửa hàng thì giá cả hơi đắt một chút. Nhưng chỉ là lúc đầu, ngày sau mở cửa hàng đi vào hoạt động, nàng tin rằng có thể từ từ kiếm được bạc ăn xong rồi dọn dẹp ổn thỏa hai người cùng về phòng nghỉ ngơi phó nguyệt nằm một lúc liền nói a thái ca ta muốn mua cái viện trên đường thanh vân gần hiệu sách kia tiêu thái cũng sớm có cùng ý nghĩ với nàng cho nên mặc dù giá cao cũng vẫn tỉ mỉ xem xét dò hỏi để sau khi trở về nói cho phó nguyệt phó nguyệt nói lý do mà chính mình chọn cho hắn nghe a thái ca có cái viện thì chúng ta có thể định cư được có cuộc sống sinh hoạt ổn định không cần mỗi ngày đi tới đi lui bận rộn cảnh vật trên đường thanh vân cũng thanh nhã nằm gần phủ nha dòng người qua lại cũng sẽ không quá lộn xộn hơn nữa ta nhớ rõ trước đó khi ta mua sách ở gần đó cũng không có cửa hàng bán điểm tâm đúng không phó nguyệt ngẩng đầu xác nhận lại với tiêu thái tiêu thái gật đầu hôm nay hắn đi ra khỏi cửa hàng đó đã cố ý đi lòng vòng xung quanh cách hai con phố là cửa hàng bán điểm tâm nhưng không phải quá nổi tiếng khách hàng cũng không có nhiều qua hai con phố cũng có một cửa hàng nhưng có lẽ không bị được với đồ mà nàng làm phó nguyệt an tâm lại nằm yên xuống giường một lần nữa cho dù có mở mấy cửa hàng nhưng so về chất lượng và hương vị thì nàng cũng không lo lắng tiêu thái cái nhà kia vội vã dọn đi cho ta thời gian suy nghĩ hơi ngắn mức giá này đưa ra vẫn cố ý để thấp nếu thật sự mặc cả thì có lẽ vẫn có thể ép giá được lần nữa nhưng mặc dù ép giá hiện nay bọn họ cũng không lấy ra được nhiều bạc như vậy nhưng Phó Nguyệt vẫn chậm rãi nói, chờ đến khi bán xong bức theo này, giá cả cũng sẽ không quá thấp, ta sẽ lấy thêm bạc trong của hồi môn của ta bổ sung một chút. Tiểu Nguyệt, giọng nói của Tiêu Thái hơi khô khốc một chút. Nam nhân nào mà không muốn để cho vợ con và người thân của mình không phải lo toan về chuyện cơm áo chứ? Gả cho hắn, lại khiến nàng lo lắng làm lụng vất vả duy trì cuộc sống sinh nhai. Phó Nguyệt không đợi hắn nói xong, vội vàng mở miệng, chàng cứ nghe ta nói trước đã ta chỉ tạm thời mượn bạc trong của hồi môn của ta thôi, chờ đến khi cửa hàng khai trương kiếm tiền, một phần lợi nhuận sẽ trả lại vào đó trước. Được, trả lại cho nàng trước. Về sau kiếm bạc cũng đều cho nàng, ta cũng cho nàng. Tiêu Thái chưa bao giờ hỏi về số bạc trong của hồi môn của Phó Nguyệt. Lúc này hắn ôm chặt lấy Phó Nguyệt, trong lòng ngổn ngang trăm mối lo nghĩ, có cả sự cảm động và bất đắc dĩ, chỉ duy nhất không có cảm giác phẫn hận, cảm thấy mất mặt ý tốt của nàng không nên phản đối, khiến nàng tổn thương. Phó Nguyệt nhẹ nhàng thở vào, lập tức trêu đùa hắn, thế chàng định làm không công cho ta sao? Ừ, làm không công cho nàng cả đời. Ha 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 ha. Hai người cười đùa thì thào bên tai nhau. Nếu Phó Nguyệt có thể nghe được tiếng lòng của nam nhân phía sau nàng thì sẽ nghe được một câu hứa hẹn thật lòng, đời này, tính mạng cũng sẽ trao cho nàng. Tranh thủ theo vội, cuối cùng Phó Nguyệt cũng hoàn thành việc theo bình phong. Ngày 20 tháng 5, sau khi cất gọn đồ chơi, sách vở, điểm tâm rồi đưa tiêu giảng lên núi, tiêu thái cùng phó nguyệt mang theo theo phẩm đi vào trong thành. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Lý Đình trong tiệm vải sáng mắt lên. Lý Đình, tiểu nguyệt và tiêu huynh để tới rồi, mau mau mau, mời vào bên trong. Đi đến hậu viện, phó nguyệt cũng không vội mà nghỉ ngơi uống trà. Trước hết nàng lấy bình phong tơ lụa đã theo xong ra, trải lên bàn, Lý Đình lập tức bị hấp dẫn, nhìn chăm chú đến mức không chớp mắt theo phẩm dùng sợi chỉ màu tươi sáng rất đẹp mắt tơ vàng dưới ánh nắng chiếu rọi tỏa sáng lấp lánh núi sông dường như được sống lại tiên khí mờ ảo từng tràng phật âm vang lên đẹp 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 nhìn chữ phúc và thọ nhỏ nhắn tạo thành hình ảnh lý đình vui mừng nhẹ nhàng lướt nhẹ tay qua không ngừng khen ngợi sự khéo léo của phó nguyệt có bình phong theo phúc thọ hai mặt tinh xảo mỹ lệ như vậy bà có thể dự kiến vật ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ ở tiệc mừng thọ bà cùng danh tiếng của tiệm vải lý ký sẽ được lan truyền xa hơn, cao hơn một phần. Tiểu Nguyệt, tay nghề này của muội thật sự không hề kém cạnh bậc thầy tú nương ở thế gia chút nào. Lý Đình gọi người tới cẩn thận nâng bình phong xuống, ta sẽ sai người mời sư phụ tới đây để bồi chuyện một phen, sau đó lại mời ôn đại công tử tiến đến để xem thử. Phó Nguyệt mỉm cười gật đầu, những chuyện về sau thì làm phiền đình tỷ. Chờ ôn đại công tử quyết định ngày tới đây thì lại làm phiền đình tỷ báo tin cho ta nhé. Không quên đâu. Muội cứ ở nhà chờ là được. Đưa xong theo phẩm, Phó Nguyệt liền đứng dậy dự định cùng Tiêu Thái đi xem cửa hàng. Nghe bọn họ nói là muốn đi xem cửa hàng mới, Lý Đình chúc mừng nói, ta không giữ bọn muội lại nữa. Cửa hàng của bọn muội nhanh mở cửa một chút đi nhé, để ta sớm được ăn điểm tâm mỹ vị của muội hàng ngày. Đừng nói là tiểu khuê nữ nhà ta, ngay cả ta cũng rất trông mong đó. Phó Nguyệt, Đình tỷ muốn ăn, nói một tiếng là được lý đình xua xua tay đã làm phiền muội một lần rồi sao có thể mặc dày hết lần này đến lần khác làm phiền muội chứ chờ bọn muội khai trương nói không chừng ngày nào ta cũng đến cửa ấy phó nguyệt chớp chớp mắt cười nói vậy ta phải đa tại đình tỷ quan tâm tới buôn bán của chúng ta ha ha nói hay nói hay tuy phó nguyệt nói là nhằm vào cửa hàng trên đường thanh vân kia nhưng hai cửa hàng còn lại cũng đi nhìn một chút cũng không sao Tiêu Thái quen cửa quen nẻo dẫn Phó Nguyệt đi vào ngõ nhỏ liễu xanh kia, gọi Hắc Cẩu trong đại viện ra. "Đây là nương tử nhà ta, hôm nay cùng đi để nhìn ba cửa hàng đã chọn lần trước, cửa hàng vẫn còn chứ?" Tiêu Thái giới thiệu thân phận của Phó Nguyệt. "Tẩu tử." Không ngờ là phu nhân trong nhà Tiêu huynh đệ lại xinh đẹp như thế, Hắc Cẩu lễ phép xưng hô một tiếng, không dám nhìn lâu, hắn lại nói với Tiêu Thái nói, "Cửa hàng vẫn còn đó, Tiêu huynh đệ và tẩu tử đi cùng ta đi." Hắc cẩu vẫn dẫn bọn họ đi xem cửa hàng có vị trí tốt hơn trước, toàn bộ hành trình Phó Nguyệt cẩn thận đi theo xem xét, chưa hề đưa ra bình luận gì. Đến chỗ tiểu viện kia, Phó Nguyệt càng xem càng vừa lòng. Mặt tiền của cửa hàng có khoảng hơn 30 mét vuông, mặt sau cửa hàng là một tiểu viện có hai lối vào. Vừa bước vào viện là chính viện cùng các đồ vật bên trong, có hai gian phòng, một lớn một nhỏ. Cửa hàng vốn cũng buôn bán đồ ăn, cho nên ở ngách đông nam của cửa hàng có bố trí một phòng bếp. Hai lối vào ở phía sau viện nhỏ hơn một chút, ở giữa sương phòng có hai gian, một gian phía đông và một gian nằm ở đối diện phía tây, có dựng một cái chuồng ngựa, phía góc sau căn phòng phía tây còn mở một cửa sau. Chỗ tiền viện có một cây táo to, một giếng nước. Viện không lớn, nhưng có đầy đủ tiện nghi, đồng thời cũng không cũ kỹ lắm. Bố trí một phen là có thể trực tiếp vào ở. Bọn họ ở gian phòng phía đông, A Giảng ở gian phòng phía tây. Chính đường nghỉ ngơi ăn cơm, cửa sau ở bên phải có thể nối thẳng hậu viện, cái phòng nhỏ bên kia có thể làm thư phòng. Phó Nguyệt cực gật, gật đầu với Tiêu Thái, chọn nhà này. Tiêu Thái nói một tiếng với hắc cẩu, làm phiền hắn gọi nam chủ nhân tới mặt cả. Nam chủ nhân vội vã xử lý tốt chuyện của viện này để nhanh chóng khởi hành đuổi theo thân thích đã lên đường. Hắc cẩu tử, ngươi xem viện này nằm trên đoạn đường này của ta, 520 bạc không thể bớt hơn. Đây là nể mặt mũi của tam gia thì ta mới đưa ra giá thấp như vậy. Nam chủ nhân nói, nếu không phải lúc trước tam gia từng giúp ta nhiều lần, đổi lại là người khác, viện này thêm cửa hàng thì ta có thể bán được 6-700 lượng đó. Hắc cẩu tự đáp, chỗ này của ngài muốn bán luôn, lại đòi bạc ngay lập tức thì trong một chốc một lát không dễ bán đâu. Huống hồ, ngài cũng đừng lừa ta, đoạn đường này còn tạm được, nhưng không phải là đường phố phồn hoa như mấy dãy đường cái như bạch hổ, giá này có thể trực tiếp mua được một cửa hàng nhỏ không tồi ở bên đó, chỗ này của ta có viện để ở mà. Hai bên nói qua nói lại một hồi, hắc cẩu coi như không uổng phí một phần tiền công mà tiêu thái cho, cuối cùng quyết định trả tròn 500 lượng, nhưng phải thanh toán toàn bộ bạc vào trước cuối tháng. Phó Nguyệt và tiêu thái đồng ý, hai bên bước đầu ký hiệp nghị, thanh toán 20 lượng tiền đặt cọc, giao hẹn số còn lại sẽ đưa tới đây trước cuối tháng, đến lúc đó sẽ cùng đi tới chỗ quan phủ tiến hành thủ tục sang tên. Sau khi quyết định xong cửa hàng, Tiêu Thái mời Hắc Cẩu cùng đi đến tiệm ăn để ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn, đắc tạ hắn trong khoảng thời gian này chạy đi chạy lại giúp mình. Ăn uống no đủ, Hắc Cẩu ăn no ở một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tiêu Thái, "Tiêu huynh đệ thật sảng khoái, Hắc Cẩu ta kết bạn với ngươi. Về sau chuyện ở thành Thạch Châu này ngươi chỉ cần tới tìm chúng ta, nhà chúng ta vẫn có vài phần thể diện." Tiêu Thái cười cảm tạ. Những kẻ máu mặt ở bản địa không nên đắc tội, nhưng kẻ tiểu nhân khó phòng bị có thể giao hảo được là tốt nhất, cuộc sống sinh hoạt trong thành ngày sau sẽ tiện hơn rất nhiều. Tiêu Thái và Phó Nguyệt đi cùng hắc cẩu về ngõ nhỏ trồng liễu xanh thanh toán chi phí công cán lần này, sau khi nói cảm tạ một lần nữa, hắc cẩu tiễn bọn họ ra ngoài. Tiêu huynh đệ, đi thông thả. Tiễn Tiêu Thái đi, kiếm được một khoản tiền, hắc cẩu huyết sáo vui rạo rực mà xoay người trở về viện. Tam gia hào phóng, tháng này thu được nhiều bạc thì hắn sẽ được chia nhiều hơn một chút, tiền thuốc của lão nương sẽ ổn định, còn có thể mua vài lần thịt cho nhà mình, mua thêm hai đóa hoa cài đầu mới cho muội muội, tiểu đệ. a, à, hắc cẩu chạm phải phương mảnh đang đen mặt đứng ngay cửa viện mà giật mình. tam gia, sao ngài lại đứng ở chỗ này, không nói một lời làm ta giật cả mình. vẻ mặt phương mảnh âm trầm, một tay bấu chặt vào khung cửa, gân xanh nổi lên. hắn không để ý đến hắc cẩu đang ca tháng kêu gào, chỉ trầm giọng hỏi, người vừa đi là ai? Hắc Cẩu kỳ quái quay đầu nhìn về nơi xa có thể thấy bóng dáng của hai người Tiêu Thái, gãi gãi đầu, khó hiểu nói, "Là Tiêu Thái huynh đệ, hôm nay hắn tới quyết định mua cửa hàng." Phương Mãnh vẫn nhìn chằm chầm vào bóng người trước mặt, "Ta hỏi người khác kia." "A, à, đó là phu nhân của Tiêu huynh đệ." Giờ này khắc này Hắc Cẩu cũng nhận ra được tam gia không thích hợp, tam gia. "Có gì không ổn sao?" "Phu nhân." "Phu nhân." Phương Mãnh cắn răng nói ra xưng hô này, sắc mặt xám xịt đến mức có thể chắc ra mực, hắn đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi. Tam gia! Tam gia! Ngài đi đâu thế? Hắc cẩu sợ có chuyện gì, kêu gọi Phương Mảnh nhanh chóng đuổi theo. Không đến hai ngày, gã sai vặt của tiệm vải lại tới cửa một lần nữa báo cho Phó Nguyệt, Lý Đình mời Uông Đại Công Tử buổi chiều ngày 25 tháng 5 này đến tiệm xem bình phong. Phó Nguyệt cảm tạ gã sai vặt, chuẩn bị mở lò để nướng điểm tâm định mang đi vào ngày đó hiện tại không có việc gì quan trọng, Phó Nguyệt chậm rãi làm mặt dày cho Tiêu Thái. Bên này của bọn họ ấm áp hòa thuận vui vẻ, bên phía Tiêu Gia kia lại gà bay chó sủa. Từ khi trong thôn bắt đầu nghị luận đại phòng Tiêu Gia chia nhà rốt cuộc chiếm bao nhiêu bạc thì đã có không ít người xem chuyện náo nhiệt, thậm chí có những bà nhiều chuyện còn mạnh dạn trực tiếp tới tìm Thôi Hạnh Hoa hỏi thăm. Thôi Hạnh Hoa trợn trừng mắt nói, làm gì có nhiều tiền. Chẳng phải đều chia cho con ma ốm kia khám bệnh hay sao? Thôi tỷ, ngươi lừa dối ai chứ, của cải tiêu gia chỉ ít ỏi như vậy sao? Thôi hạnh hoa, bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác làm gì? Người nghe cũng không thèm để ý, ai mà không biết. Thôi hạnh hoa mà chia tiền cho hai huynh để tiêu thái xem bệnh thì heo cái cũng có thể trèo lên cây được. Không quan tâm thôi hạnh hoa phủ nhận như thế nào, kể nghèo kể khổ ra sao, trong thôn lời đồn đãi không hề lắng xuống, thậm chí càng truyền xa hơn, có người nói bà ta cầm mấy chục lượng, cũng có người nói tầm hơn trăm lượng. Có một số nương tử ở trong thôn là từ thôn bên cạnh của nhà họ vương vương gả về, xem như bà con thân thích của nhà cô nương mà tiêu đại bảo xem mặt. Khi bọn họ trở về đã kể lại những lời nghe được ở trong thôn cho nhà họ vương nghe. Người nhà họ vương nghe thấy chuyện đó, trong nhà lập tức bàn tán sôi nổi. Theo bà mối giới thiệu, tiêu đại bảo lớn lên ngay thẳng, trong nhà không có huynh đệ nào nữa, chỉ có một mùi mùi sắp cả ra ngoài, nữ nhi nhà mình gả qua đó cũng chẳng chịu thiệt thòi gì. Nhà họ Vương cũng tạm vừa lòng đứa con rể này, chẳng qua nhà họ Tiêu bên kia tiện thể nhắn nói trong nhà không giàu có, xính lễ chỉ có thể chi ra ba lượng, khiến bọn họ cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Sau khi bàn bạc chuyện thành hôn, Tiêu Đại Bảo cũng ngẫu nhiên tới cửa, giúp đỡ mấy việc trong nhà, Vương gia thấy con rể cũng là người thật thà, còn nghĩ nếu không thì cứ đồng ý, bọn họ còn phải gấp rút lo cho hai nhi tử kế tiếp cưới vợ nữa, Nghe nói tiêu gia có tiền, người nhà họ Vương cảm thấy bị lừa, vừa giận vừa vui. Đại nương của nhà họ Vương tính kế một phen, quyết định xính lễ phải có 10 lượng, không thể kém một xu. Như vậy mỗi đứa con trai năm lượng thì có thể cưới được một mối hôn sự tốt. Chờ bà mối lại tới cửa, đề ra yêu cầu kia của nhà gái, thôi hạnh hoa tức khắc chống nạnh đứng dậy chửi ầm lên, 10 lượng. Bà ta nghĩ cô nương nhà bà ta là con gà mái già làm bằng vàng sao. Đòi 10 lượng, như sao bà ta không đi cướp đi cho xong bà mối khuyên bảo thôi muội muội nhà muội cũng chẳng đến nỗi nào muội cũng chỉ có một đứa con trai này là một cuộc hôn lễ vẻ vang chẳng phải đẹp lắm thay ta nhổ vào chẳng phải là chỉ cần tự mình đổ nước tiểu của mình đi thôi hay sao nó xứng à có khoản tiền kia ta còn tìm được người tốt hơn nó nữa kìa nương tiêu đại bảo không nghe nổi nữa lên tiếng ngăn cản nương hắn Thôi hạnh hoa nhìn thấy con trai mình đang nén tức giận liền nuốt những lời thô tục bên cửa miệng định nói ra lại, nói với bà mối, ngươi đừng bị những lời khô môi múa méo bên ngoài lừa dối, dù sao nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Ngươi trở về nói cho bọn họ, nhiều nhất là bốn lượng, muốn gả hay không thì tùy. Bà mối bất đắc dĩ, nếu không phải vì danh tiếng của bà ở làng trên sóng dưới và kiếm số tiền vất vả này, bà không muốn bận tâm tới hai nhà này, đâu giống như là thật lòng tổ chức việc vui cho con trai, con gái mình chứ. Chờ đến khi tiễn bà mối đi, tiêu cường ngồi ở bên cạnh vẫn không nói lời nào, hút thuốc lá sợi. Thấy sắc mặt của con trai không tốt, thôi hạnh hoa giả vờ khóc lóc tố khổ, con trai à, ngươi không phải không biết, nhà ta cũng không dễ dàng mà. Ông bà nội của ngươi khi còn sống cũng để lại một chút tiền, nhưng bọn họ đi sớm, nhiều năm như vậy, ba ma ốm xui xẻo nhà nhị phòng kia, từ già đến trẻ, đều là nhà ta nuôi dưỡng. Khi ông bà nội còn sống, trong nhà ngoài đồng ruộng ra thì bạc đúng là có không ít. Mấy năm nay lại đổi thành ruộng tốt, sửa chữa lại nhà ở, trong nhà chỉ còn dư lại sáu bảy chục lượng. Sáu năm trước, Gia Gia và nãi nãi của Tiêu Gia vừa mất, Thôi Hạnh Hoa liền nhanh chóng tìm kiếm bạc và khế đất mà hai vợ chồng già cất giữ, mang về đại phòng của bọn họ khóa kỹ đi. Xong xuôi tang sự của Gia Gia và nãi nãi không lâu, để mùi lý cẩm khó sinh mà chết, lại phải làm tang sự, sau đó chú em ốm yếu hàng năm phải dùng thuốc, đứa con nít kia cũng ốm theo. Hơn nữa cả gia đình ăn ăn uống uống, chỗ nào cũng phải dùng đến tiền. Ba năm trước khi phân chia nhà chỉ còn dư lại hơn 40 lượng, chi tiêu cho đến bây giờ cũng chỉ còn dư lại hơn 20 lượng. Nghĩ đến tiêu đại bảo thành thân sẽ bị vơi đi một nửa, thôi hạnh hoa liền cảm thấy đau lòng. Con trai à, nếu không được thì nương lại chọn người khác cho con nhé. Nương, ta chỉ muốn cưới cô nương nhà họ vương. Nói xong, tiêu đại bảo liền xạ mặt trời đi ê ngươi đi đâu thôi hạnh hoa không ngăn được quay đầu đẩy tiêu cường ông là con lừa vô vị việc của con trai ông nói một câu đi tiêu cường trích một điếu giả ra khói thuốc rồi hỏi trong nhà còn mười mấy lượng phải không tiền tài trong nhà đều bị thôi hạnh hoa nắm lấy chẳng qua chỉ thường thường báo cho tiêu cường cho nên bà ta tư tàn mười lượng tiêu cường cũng không biết đều dùng hết rồi cả nhà một đống người như vậy đều uống gió tây bắc sao thôi hạnh hoa vội la lên dựa vào tiền thu hoạch từ trồng trọt hàng năm của ông cũng chỉ đủ tiền cho hai bữa cơm thôi tiêu cường đại bảo đồng ý nếu không chúng ta đi mượn trước một ít về sau từ từ trả là được lúc này chính là khuyết điểm khi ít huynh đệ và người thân muốn tìm một nhà thân cận để vay tiền cũng không có thôi hạnh hoa đặt mông ngồi phịch xuống tức giận nói ông cho rằng ta không nghĩ đến việc này hả ông tính xem, nhà mẹ đẻ ta mấy năm nay ta đã mượn vài lần. Nhà mẹ đẻ ta có một đám cháu trai cháu gái cũng đã lớn tuổi muốn lập gia đình rồi, làm sao còn cho ta mượn chứ? Mấy năm nay thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ mượn mười mấy lượng, chưa trả lại được, hiện tại về nhà mấy tẩu tử mặt nặng mày nhẹ, nghĩ lại đã thấy tức. Bà tìm cha mẹ mượn chút tiền bạc thì làm sao, đâu phải không trả chứ, không đến lượt mấy nương tử tẩu tử đó làm chủ nhà lên mặt. Nghe bà ta nói như vậy, Tiêu Cường lại cúi đầu hút thuốc một lần nữa, không nói lời nào. Hai người nhất thời đối mặt với nhau không nói một câu. Tiêu Điềm tránh ở ngoài cửa sổ nghe lén một hồi lâu, lúc này đi vào nói, Nương, con nghe nói cứ giữa tháng Tiêu Thái lại đi vào trong thành bán con mồi một lần, Nương tử hắn không phải cũng biết theo thù có thể kiếm được nhiều tiền sao. Chắc là bọn họ sẽ tiết kiệm được một ít. Thôi hạnh hoa sáng mắt lên, sao bà lại quên thằng nhảy tranh kia chứ? Bà đẩy đẩy cánh tay Tiêu Cường, ông nhà à, ông đi tìm tiểu tử kia mượn mười lượng, huynh đệ hắn thành thân, hắn làm ca ca cũng nên bày tỏ một chút, hơn nữa không phải là chúng ta không trả. Thôi hạnh hoa nhớ tới ánh mắt âm trầm của thằng nhãi ranh kia, liền suối dục tiêu cường đi. Nếu đại bá tự mình tới cửa, tiểu tử kia chắc sẽ không dám từ chối cho mà xem. Tiêu cường vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói lời nào. Thôi hạnh hoa đợi trong chốc lát, không ki nhẫn nói, đó là con trai ông đấy ông nhẫn tâm nhìn con trai ông không thành thân được sao? Ông nói một câu xem nào. Lại một lát sau, Tiêu Cường nghẹn ra một câu, bà chuẩn bị một ít thịt làm quà, ngày mai ta đi là được. Còn phải tặng quà cho thằng nhãi ranh kia á. Thôi hạnh hoa tiếc núi. Có việc phải cầu xin người ta thì sao có thể không tặng chút quà chứ? Thôi hạnh hoa nghĩ đến 10 lượng bạc kia bèn cắn răng chấp nhận làm theo. Được rồi. Chờ ta lát nữa sẽ đi mua hai cân thịt, sau đó chuẩn bị thêm một ít đậu hũ một con cá quà lễ này cũng đủ rồi nhỉ tiêu cường gật gật đầu đủ rồi ngày hôm sau tiêu cường mang theo chút quà mọn đựng trong cái rổ nhỏ đi đến nhà tiêu thái tiêu thái mở cửa thấy tiêu cường đến thì hơi hơi kinh ngạc một chút hai người bọn họ ngày thường gặp được nhau ở trong thôn chẳng qua chỉ đơn giản chào hỏi xã giao ngay cả nói chuyện vài câu cũng rất hiếm khi mở lời tựa như là người xa lạ đưa tiêu cường vào nhà ngồi Phó Nguyệt rót một chén nước nguội mang tới, sau khi chào hỏi qua liền đi, nhường lại không gian cho hai người bọn họ. Tiêu Cường uống nước nên nhất thời không nói chuyện. Ông ta không chủ động mở miệng, đương nhiên Tiêu Thái cũng trầm mặt. Trong phòng tràn ngập một bầu không khí im lặng đến xấu hổ. Uống xong nước rồi, thấy Tiêu Thái vẫn không chủ động mở miệng, Tiêu Cường cắn răng mở miệng hàng huyên hỏi, trong nhà vẫn tốt chứ? Tiêu Thái, vẫn tốt. Nói xong, mọi người lại trầm mặt. Tiêu Cường miễn cưỡng tiếp tục đề tài, thân thể A giảng thế nào rồi? A. À, tiêu Thái đè xuống bực bội đang từ từ dâng lên trong lòng, từ sau khi nương tử ta tới đây đã chăm sóc cho đệ ấy khá tốt. Nương tử mới có thể chăm lo tốt cho đứa trẻ, khi bọn họ vẫn là người một nhà lại lúc nào cũng ồn ào tranh chấp khắc khe, A giảng cũng không được chăm sóc tốt. Tự biết đối lý, Tiêu Cường há miệng thở dốc, sau đó lại ngậm miệng lại. Tiêu Thái cúi đầu uống nước, vẫn không chủ động đáp lời. Sau một lúc lâu, thấy cũng được một thời gian, tiêu cường đơn giản đi thẳng vào chủ đề. Huynh đệ đại bảo của ngươi muốn thành thân. Vậy sao, chúc mừng. Tiêu thái cất giọng bình tĩnh không chút gợn sóng. Thành thân là chuyện tốt, chẳng qua nhà gái bên kia mở miệng đòi mười lượng xính lễ, chúng ta. Hóa ra là vì bạc à, tiêu thái bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu cường chậm rãi nói tiếp, nghe nói mấy năm nay ngươi săn thú càng tiến bộ hơn, Giá vật hoang dã bán ở trong thành cũng không tồi, không biết, có thể cho huynh đệ ngươi mượn tạm 10 lượng trước, để giữ thể diện làm hôn sự trước. Lời đã nói ra, những câu còn lại khi cất lên cũng trôi chảy hơn, Tiêu Cường đẩy cái rổ mà ông mang tới đây đang để trên mặt bàn hướng về phía trước mặt Tiêu Thái. Đây là đồ mà trước khi đến đây, đại bá mẫu ngươi bảo ta mang lại đây. Đều là người một nhà, nhà ai không có lúc gặp gần. Ngươi yên tâm, mượn ngân lượng ngày sau chúng ta chắc chắn sẽ từ từ trả lại tiêu thái không tỏ ý kiến người một nhà khi hắn cùng phó nguyệt thành hôn đại bá cùng đường huynh đệ không tới cửa cái gọi là đại bá mẫu hai tay trống trơn tới ăn một bữa còn chưa tính coi như hắn bố thí cho kẻ ăn mày nhưng trương thẩm đã nói với hắn trong tân phòng ngày ấy đại bá mẫu không hề khách sáo đối với phó nguyệt càng không cần nhắc đến về sau nhiều lần gây chuyện đáng đánh cùng với trước đó bọn họ trễ nải việc của tiêu giảng thấy chết mà không cứu. Hắn chưa có bất cứ hành động trả thù bạo lực nào đã là nể mặt tình cảm của Gia Gia và nải nải trong nhà rồi. Tiêu Cường thất thỏm nôn nóng đánh giá nét mặt của Tiêu Thái. Chỉ thấy Tiêu Thái đẩy rổ trở lại phía ông, đáp, quà lễ này ngài mang về, ta không dám nhận. Tiêu Thái nói tiếp, việc nhân duyên ta cũng biết một câu, không thể cưỡng cầu. Đại bá cũng hiểu được, ta một nghèo hai trắng, sau khi cưới vợ còn phải chèo chống cái nhà này, còn phải cho A giảng dưỡng thân thể, cũng không có người thân ruột thịt nào tương trợ một chút, thật sự là thương mà không giúp gì được. Trưởng bối ruột thịt của hắn đều đã tạ thế, sau khi phân nhà thì đại phòng không còn là người thân thích của hắn nữa. Ngươi, tiêu cường phẫn nộ và ngượng ngùng đứng lên. Tuy ngày xưa có mâu thuẫn một chút, nhưng ông ta nghĩ ông là một trưởng bối, đã chủ động hạ mình mang lễ tới cửa, tiểu tử khốn kiếp tiêu thái này vậy mà lại không cảm kích. Tiêu thái lãnh đạm đứng lên, đại bá phải đi sao? vậy ta không tiễn nữa, trong nhà còn có một đống việc, quà lễ này ngài cũng đừng quên mang về. Thấy hắn còn dám chủ động đuổi ông đi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, tiêu cường giận đến mức đỏ bừng mặt, nhíu chặt mi lại, nhấc cái rổ lên đi ra sân. Đi tới cửa, tiêu cường lại xoay người lạnh lùng buông thêm một câu, tiêu thái, nghe trưởng bối khuyên một câu, mọi việc phải giữ lại một đường, ngày nào đó mới nhìn mặt nhau được. Khuôn mặt tiêu thái thờ ơ, chỉ trách ngày xưa hắn để lại quá nhiều đường, mới khiến người ta không ngừng tới cửa khinh thường, sỉ nhục. Không dám làm phiền tiêu đại bá chỉ điểm, lời khuyên bảo quý giá này ngài vẫn nên để lại cho nhà mình đi. Đi thông thả. Nói xong, hắn liền đóng cửa viện lại. Tiêu cường nhìn cánh cửa chợt đóng lại, chỉ cảm thấy hôm nay mặt mũi đều bị một đứa tiểu bối ném xuống đất dẫm đạp, chung quanh dường như cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn trộm đang nhìn ông mà chế giễu. Ông đột nhiên nhấc chân đạp một cái vào cửa nhà tiêu thái cho hả giận, ngay sau đó xoay người nhanh chân bước đi. Tiêu Thái trở về trong phòng, Phó Nguyệt đã thu dọn xong ly chén trên bàn. Tiễn đi rồi. Từ Tiêu Thái trầm mặt mà ngồi xuống. Lúc trước nàng lôi xuống một bên, tiếng nói chuyện đức quảng truyền đến, cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Phó Nguyệt nói tiếp, đừng bận tâm, chúng ta cứ tránh xa bọn họ một chút là được, để bọn họ tự mình lo liệu đi. Xính lễ đòi 10 lượng liền đi mượn 10 lượng, nếu thật sự cho mượn, e là chẳng khác gì ném bánh bao thịt để đuổi chó một đi không trở lại phó nguyệt cười nhạo nói ban ngày ban mặt sao lại nằm mơ như vậy nhỉ được rồi được rồi bận tâm tới bọn họ làm gì đi 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 thử giày mới ta làm cho chàng xem có hợp chân không phó nguyệt kéo tiêu thái quay trở về căn phòng phía đông thử giày mặt trời chiều ngã về hướng tây để lại ánh nắng màu vàng cam vẫn đang vương vấn khắp thiên địa góc thôn hướng tây đang yên tĩnh chợt truyền đến tiếng gọi cầu cứu cùng tiếng gậy gộc gõ vang hết đợt này đến đợt khác tiếng vang càng lúc càng lớn càng lúc càng ồn ào nghe được tiếng vang tiêu thái mang theo cung tên và trường đao từ hậu viện chạy ra đi ngang qua thấy phó nguyệt a giảng đứng ở trong sân hắn vội vàng dặn dò nói để ta đi xem các nàng giữ cửa khóa kỹ phó nguyệt gật đầu chờ sau khi hắn rời đi liền nhanh chóng khóa kỹ cửa viện ông tiêu giảng ngồi trở lại nhà chính chờ tiêu thái về nương theo tiếng vang đi tìm vẫn là ở đồng ruộng của nhà thôi nhị bá chờ đến khi hắn tới nơi chỉ nhìn thấy heo rừng phá vòng vây của người dân trong thôn nghênh ngang đi một lần nữa chạy lên núi thôi nhị bá té lăn ra đất một đám người vây quanh ông xem xét đám hán tử vây quanh thi nhau toát mồ hôi hột, có người đùng đẩy lẫn nhau đều tại ngươi vừa rồi heo rừng chạy thoát từ chỗ của ngươi nói thì hay các ngươi không lui lại chắc chẳng phải ngươi cũng đứng ở chỗ này sao kia không phải là heo rừng sao thật to lớn các ngươi có thấy răng nanh kia không sợ quá đi mất với thân thể này của ta cái quất không thể chống lại con heo rừng hút tới được được rồi đừng tranh cãi nữa người không sao là được tiêu thái đi lên trước hỏi thôi nhị bá thế nào có bị thương không một bà thím tránh ra nói cho hắn không có chuyện lớn gì chẳng qua lúc chạy trốn heo rừng thì bị trẹo chân. Thôi nhị bá ngã ngồi trên mặt đất, chân đang đau, hắn đập xuống mặt đất mắng nhiếc, đồ trời đánh này, sao con súc sinh ấy lại tới nữa? Lại chỉ chọn nhà ta mà gây họa, ta vừa mới trồng lại cây mầm. Lúc này trưởng thôn cũng nghe thấy âm thanh, chạy tới đây dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Đám hán tử cầm gậy gộc và cái quốc mồm năm miệng mười mà thuộc lại chuyện vừa nãy một lần. Ta đang làm việc ngoài đồng, nghe thấy thôi nhị bá cầu cứu liền chạy tới. Chật chật. Hai con heo rừng trưởng thành kia thật to lớn, còn cả bốn con nhỏ nữa. Một đám ngươi chúng ta người thì cầm cái quất, gậy gộc muốn chặn chúng lại rồi đánh chết chúng nó, nhưng vẫn để chúng chạy. Trưởng thôn sạm mặt lại răng dậy, chỉ với bảy tám người các ngươi sao có thể chặn lại được, may mà không bị thương. A à Thái à, vẫn phải làm phiền ngươi đi xem rốt cuộc heo rừng trốn ở chỗ nào, kẻo thỉnh thoảng lại tới, ngộ nhỡ xảy ra chuyện đã thương người thì biết làm thế nào trưởng thôn lại nói với tiêu thái tiêu thái được ngày mai ta lại đi tìm xem trong thôn có mối nguy hiểm rình rập như vậy thật sự phải chấp thời cơ xử lý sớm mới được nếu không không ai biết lần sau nó sẽ xuống núi lúc nào về đến nhà tiêu thái gõ vang cửa viện tiểu nguyệt là ta phó nguyệt buông tiêu giảng xuống nhanh chóng chạy lại mở cửa xảy ra chuyện gì heo rừng lại xuống núi ăn rau mầm trong ruộng của thôi nhị bá thời gian này ngoài đồng đều có người nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới nơi đuổi heo rừng chạy đi lại xuống núi phó nguyệt nghi hoặc sao đang êm đẹp chúng nó lại tới nữa chẳng lẽ chúng nó nhớ được đường sao tiêu thái có khả năng ấy trước đó đã tới một lần tìm được thức ăn liền nhớ mùi vị không ai bị làm sao chứ chỉ có thôi nhị bá bị trẹo chân có rất nhiều người nhưng heo rừng không đã thương ai cả lần này không làm ai bị thương lần sau nếu nó lại đột nhiên tới chưa chắc đã ổn như thế tiêu thái gật đầu đúng vậy cho nên trưởng thôn bảo ta ngày mai lại đi vào trong núi tìm xem chúng nó rốt cuộc ẩn trốn ở chỗ nào nói xong tiêu thái lại dặn dò tiêu giảng hai ngày tới để không được đi chơi ở trong thôn ngồi yên ở trong nhà nhé tiêu giảng cũng ở bên cạnh nghe được đoạn đối thoại của bọn họ giờ phút này hiểu chuyện ngoan ngoãn nói ca ca để nhớ kỹ rồi phó nguyệt lo lắng ngày mai một mình chàng lên núi sao đàn heo rừng này có nhiều con chỉ một mình tiêu thái đi nàng không yên tâm ta vẫn sẽ đi cùng với sư phụ trước hết truy tìm tung tích của chúng đã sau đó mới quay về tìm người không có việc gì nàng yên tâm đi được rồi nhưng phải hết sức để ý nhé đêm đó mọi người mang theo tâm trạng thấp thỏm mà đi nghỉ ngơi từ sớm dưỡng sức ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng Tiêu Thái đã sớm tỉnh ngủ, ngồi dậy. Hắn vừa cử động, Phó Nguyệt trong lòng mang tâm sự, cả một đêm cũng ngủ chập chờn liền tỉnh lại. Thấy nàng cũng muốn đứng dậy, Tiêu Thái đi tới đè lại đôi tay nàng đang mặc quần áo, còn sớm mà, nàng tiếp tục ngủ đi. Phó Nguyệt lắc đầu, lấy tay hắn ra, tiếp tục mặc quần áo xuống giường. Tiếp tục nằm ta cũng không ngủ được. Ta đi làm bữa sáng cho chàng, sau đó tiện tay làm ít thức ăn cho chàng mang theo trên đường ăn cơm trưa hoặc ăn cơm chiều hôm nay cũng không biết chàng sẽ bận đến khi nào, có vài miếng ăn thì cơ thể cũng có sức sức lực phải không? Hơn nữa, ta ở nhà, giữa trưa có thể nghỉ ngơi thêm một lát. Nghe nàng nói dứt lời, tiêu thái không ngăn cản nữa, đi ra hậu viện sửa soạn trang bị. Ăn tạm bữa sáng nóng hổi ngon miệng do nương tử chuẩn bị, tiêu thái cột tai nải nhỏ vào sau lưng, tiểu nguyệt, ta đi đây. Phó nguyệt dịu dàng bình tĩnh mà cười nói, đi đi, ta và A Giảng ở nhà chờ chàng. Có điều, ngón tay mà nàng giấu sau lưng xoắn suýt vào nhau tiết lộ ra sự lo lắng của chủ nhân sau khi tiêu thái lên núi đã đến nói rõ cho tôn trường minh nghe tình huống trong thôn hôm qua tôn trường minh nghe xong hiểu rõ tầm quan trọng của việc này cũng không nhiều lời nữa chuẩn bị trang bị rồi cùng hắn đi lên núi tìm kiếm tung tích của heo rừng bên ngoài rìa núi không phát hiện ra được bọn họ liền tiếp tục đi sâu vào trong núi trời xanh không phụ lòng người cuối cùng cũng phát hiện ra đám heo rừng kia ở một khe núi sâu bên sườn núi công trường minh và tiêu thái ra hiệu với nhau hai người lặng lẽ lui ra ngoài không làm kinh động chúng cách xa một quãng công trường minh mới nói a thái chỉ dựa vào hai người ta và ngươi thì không thể nào bắt được chúng ngươi trở về nói cho trường canh ca để ca ấy tìm thêm người cùng nhau hành động tiêu thái gật đầu trong lòng hắn hiểu rõ thấy sắc trời cũng không còn sớm liền lập tức xuống núi đi tìm trưởng thôn trưởng thôn ăn xong cơm chiều cũng không yên tâm ngủ đang nôn nóng ngồi ngay ngắn ở trong nhà chính chờ đợi tiêu thái nhìn thấy tiêu thái đi tới trong bóng đêm ông vội vàng sai trương thẩm làm chút đồ ăn cho đứa trẻ này tiêu thái cảm tạ trương thẩm đừng làm cháu chỉ tới nói với công thúc một tiếng nương tử cháu cũng đang ở nhà chờ cháu rồi hắn kể lại rành mạch điều phát hiện trên núi hôm nay cho tôn trường canh nghe đưa ra lời đánh giá tôn thúc muốn đi bắt được đàn heo rừng này ít nhất phải có mười mấy tráng hán phải là những người gan dạ thân thủ cũng không tệ hơn nữa cháu và sư phụ cũng không thể bảo đảm sự bình an của bọn họ trưởng thôn trầm tư vì sự an toàn của thôn đây là chuyện nhất định phải làm hơn nữa về phương diện an toàn tuy tiêu thái và tôn trường minh thân thủ không tồi nhưng bọn họ cũng là người gặp gỡ một con heo rừng to thì sự an toàn của chính mình cũng khó có thể bảo đảm chứ đừng nói đến có mấy con heo rừng liền tiêu thái lại trầm giọng nói tiếp trưởng thôn ngài cứ hỏi trước đi xem nhà ai tự nguyện đi đến lúc đó nghe theo chúng cháu sắp xếp cháu và sư phụ sẽ cố gắng bảo đảm mọi người hoàn hảo trở về trưởng thôn gật đầu để hắn đi về trước còn ông phải đi tìm đám trưởng lão trong tộc thương lượng việc này tạm thời chưa quyết định được tiêu thái được ngày mai trong nhà cháu có việc muốn vào thành một ngày nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể mang đoàn người lên núi trong thôn xảy ra chuyện tiêu đại bảo không quan tâm hắn còn đang phiền lòng vì sính lễ đón dâu suốt hai năm xem mặt tuyển chọn cô nương vương gia cùng gia thế của nàng ấy khiến hắn coi như vừa lòng không ngờ là hắn đồng ý nhưng bên phía nhà gái lại không mở cửa với hắn hôm nay tiêu đại bảo lại đi tới thôn vương gia ở bên cạnh nhưng lúc này hắn không được bước vào cửa nguyên nhân chính là vương đại nương tức giận khi nghe bà mối truyền lời của thôi hạnh hoa tới vì vậy đâu chịu đối xử hòa nhã với hắn mới đầu tiêu đại bảo còn lễ phép nói vài câu mềm mỏng nhận lỗi Vương Đại Nương vẫn chặn hắn ở bên ngoài cửa, không phải là ta khoác lác chứ cô nương nhà ta cũng được nuông chiều. Ban đầu các ngươi nói trong nhà không tốt, xem ngươi người thành thật lại chăm chỉ, xính lễ thiếu một chút cũng không sao. Nói đến liền giận, Vương Đại Nương chống tay vào nạnh, càng nói càng tức giận, nhưng ngươi nghe một chút đi, ai cũng biết nhà ngươi sau khi chia nhà đều chiếm phần hơn, trong tay nắm bao nhiêu tiền bạc mà lại chỉ đưa ra có bốn lượng. Ngươi nhìn xem làng trên xóm dưới, có cô nương tốt nhà ai khi xuất giá mà không có năm sáu bảy tám lượng nếu thật sự luyến tiếc như vậy thì ta thấy chuyện thành thân này cũng bỏ đi trở về bảo lão nương của ngươi ôm bạc vào quan tài đi ngươi tiêu đại bảo bị bà ta nói mà đỏ bừng mặt lên chưa bao giờ hắn bị tức giận như thế này bên ngoài cửa vương gia có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt hôn sự cả hai nhà tiêu vương đã truyền khắp trong thôn giờ phút này nhìn thấy cô gia tương lai tự mình đưa tới cửa chẳng phải lại đây xem náo nhiệt sao nghe thấy lời nói khắc nghiệt của vương đại nương mọi người trong thôn cười vang tiêu gia này đúng là keo kiệt sau khi chia nhà chiếm phần lớn đuổi hai huynh đệ số khổ đi hiện tại thành thân cũng chỉ muốn chiếm lợi của người ta vương gia tẩu tử nhà này vừa nhìn qua là biết đã không phải người trong sạch khuê nữ gã qua đó không chừng chính là chịu khổ cũng nên còn có người trong thôn trực tiếp cao giọng khuyên bảo vương đại nương tiêu đại bảo nghe xong vừa giận vừa thẹn thùng xoay người đẩy đám người ra không nói một lời nhanh chân bước đi. Nhìn xem kìa, nhìn xem đi, mới thế mà đã cáo bản rồi, nói vài câu đã bỏ đi rồi. Vương đại nương xoa eo mắt trợn trắng, phất tay làm mọi người tan. Chờ đến khi Tiêu đại bảo nổi giận đùng đùng mà về đến nhà, nương của hắn lại đang đứng ở trong viện chửi ầm lên, còn nổi giận hơn so với hắn. Khốn kiếp. Đúng là ma ốm sinh ra tên khốn xui xẻo. Cho ngươi thể diện mà còn không biết tốt xấu. Tâm trạng của tiêu đại bảo không tốt, vốn không định để ý tới, nhưng tiếng mắng chanh chua của thôi hạnh hoa cứ văng vẳng không hề ngừng nghỉ. Tiêu đại bảo, nương đang làm gì thế? Thôi hạnh hoa, là đồ xấu xa kia, cha ngươi tìm hắn mượn tạm 10 lượng, thế mà hắn không chịu. Trước đó ta nói gì nào, đó chính là đồ bạch nhãn lan mà. Nói xong lại mắng. Tiêu đại bảo nghe nói tiêu thái có tiền cũng không chịu cho người huynh này là hắn mượn, không nhịn được càng oán hận hơn. Hốc mắt hắn ửng đỏ, nắm chặt tay lại. Tiêu Thái đang coi thường hắn, sỉ nhục hắn sao? Tiêu Thái thành thân xong liền quên luôn tình cảm nhà hắn dưỡng dục hai huynh đệ bọn họ suốt nhiều năm qua rồi sao, đã không coi Tiêu Đại Bảo hắn làm huynh đệ thì cũng đừng trách hắn vô lễ. Tiêu Đại Bảo đóng cửa trầm một tiếng, trở về phòng của chính mình. Ngày 25 tháng 5, Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái mang theo đồ ăn đã làm sẵn đi vào đi vào tiệm vải Lý ký một lần nữa. Lý Đình đưa bọn họ tới một chỗ phòng khách trong hậu viện. Hôm nay bởi vì phòng khách phải tiếp khách quý cho nên đã trang hoàng lại một phen. Lý Đình còn cẩn thận chuẩn bị lá trà thượng phẩm cùng đồ sứ tinh xảo đẹp để dùng để đặt điểm tâm vào. Phó Nguyệt cảm tạ ý tốt của Lý Đình, lấy ra từng món điểm tâm một. Sau đó nàng cùng Tiêu Thái lui sang một chỗ phòng khách khác để nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, quân đại công tử mang theo gã sai vặt đi vào tiệm vải. Lý Đình mỉm cười đón người vào. Công đại công tử, không phải ta nói mạnh miệng, bình phong này ta chết ra cho ngài tuyệt đối là hàng cao cấp tốt nhất, bảo đảm lão phu nhân liếc mắt một cái liền thích. Tấm lòng của bà chủ lý ta xin cảm tạ trước, chẳng qua ánh mắt của lão tổ tông nhà ta cũng không thuộc hạng thường đâu, để ta nhìn kỹ trước hẳn nói. Được, 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 ngài cứ từ từ xem. Lý Đình cũng không nhiều lời nữa, biết vị này bận rộn việc nhà, sẽ không ở lâu, liền trực tiếp đưa hắn tới chỗ bình phong chỉ thấy gỗ xưa dày nặng và đắt đỏ bao bọc bình phong trang trí hình ảnh tinh xảo tuyệt mỹ. Núi sông, đồng tử, cây đào đều sinh động như thật, tiên khí lượng lờ. Hình ảnh mặt trước và mặt sau giống nhau như đúc, đường theo cũng đều đặn, tỉ mỉ, thật là một bình phong mừng thọ hiếm có theo hai mặt. Tốt, tốt, tốt. Tiệm vải lý ký của các ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, bình phong này, ta muốn. Cung đại công tử lại nói, bình phong này có giá bao nhiêu, Lý Đình cười vương một đầu ngón tay, ngài cũng thấy đấy, vật liệu gỗ này, chỉ vàng và tay nghề cũng đáng giá một ngàn lượng. Cũng chỉ có thứ có mức giá này mới dám hiện ra trước mặt của lão phu nhân của quý phủ. Quân đại công tử sản khoái mà lấy ra một tờ ngân phiếu giá trị một ngàn lượng từ trong túi tiền ra đưa cho Lý Đình, thế cũng được, ta sai người trực tiếp dọn đi. Thường nhạc, gọi người tới đây mang bình phong này về thư phòng của ta trước. Một ngàn lượng với hắn mà nói cũng không phải là chuyện lớn gì, tặng lễ mừng thọ cho lão tổ tông mà đưa ra giá thấp hắn còn ngại không chịu chi ra đâu lý đình vui vẻ ra mặt tiếp nhận ngân phiếu vê tay và quét mắt tờ ngân phiếu một cái không phải tiền giả đây thật là một mối làm ăn gặp được hiếm có nào 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 quân đại công tử ngài ngồi xuống uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút để bọn hạ nhân tới dọn là được nếm thử món điểm tâm này đi lý đình càng nhiệt tình dẫn quân đại công tử đến một bên ngồi xuống hả Điểm tâm này nhìn thật thú vị, ta chưa từng gặp loại có hình thức này. Quân đại công tử vốn định chỉ ngồi nghĩ, hiện tại lại bị kiểu dáng điểm tâm mới lạ trước mắt thu hút. Lý Đình, ngài nếm thử xem. Món này không chỉ có mỗi bộ dáng thú vị thôi đâu. Vậy sao? Ta phải thử xem. Quân đại công tử lấy một cái như con sò mập mạp khẽ cắn một ngụm, trà bông thịt có vị mặn còn bánh mì thì mềm, nhưng kem ngọt lành và ngon miệng. Mùi vị tuyệt hảo ngoài dự đoán ăn một cái bánh sò mập mạp, hắn lại nếm thêm một ngụm bánh trứng gà, bánh kem nhỏ sơn trà, cùng bánh mì nướng sốt mận. Mỗi loại có các hương vị độc đáo riêng. Hắn thích miếng bánh mì nướng hơn, mùi hương hơi cháy xém kèm theo mức trái cây, độ ngọt vừa phải, nhai rất ngon. Thế mà lại là mỹ vị mới lạ chưa bao giờ được thưởng thức, nếu tặng chúng cho lão tổ tông. Cung đại công tử khôi phục lại tinh thần đang khoan khoái của mình, nhìn về phía Lý Đình dò hỏi, không biết điểm tâm này là của nhà ai bán có thể giới thiệu một phen không? Quả nhiên, chỉ cần hưởng qua mỹ vị này thì làm gì có ai không bị chinh phục chứ? Lý Đình cười tủm tỉm mà nói, quân đại công tử có điều không biết, điểm tâm này cũng xuất phát từ tay tú nương theo bình phong này. Hả? Lại có nhiều tay nghề mới mẻ như vậy sao? Sau này nàng ấy cũng muốn làm đồ ăn để buôn bán ở trong thành này, ngài chờ một lát, để ta để nàng ấy tự mình tới đây giới thiệu điểm tâm này cho ngài lý đình sai tỳ nữ gọi phó nguyệt tới phó nguyệt sửa sang lại ống tay áo mối làm ăn lớn đầu tiên nàng nhất định phải nắm lấy tiêu thái cười cổ vũ nàng đừng lo lắng điểm tâm của chúng ta hương vị độc đáo ngon miệng nhất định không thành vấn đề ừ a à thái ca ta đi sẽ nhanh trở lại phó nguyệt đi đến phòng khách giảng giải với ôn đại công tử một phen về điểm tâm nguyên liệu và trình tự làm ra chủ yếu là vì tuyên truyền sự độc đáo không bình thường của chúng Đồng thời, Phó Nguyệt lại nói ra ngụ ý của bánh kem, tương truyền ở hải ngoại có một tục lệ, trong ngày sinh thần của mỗi người, quỷ quái rất dễ dàng chiếm lấy linh hồn chúng ta. Cho nên ở trong ngày sinh thần, bạn bè thân thích nên tụ tập ở một chỗ chúc phúc, mừng tuổi, ăn tiệc sinh thần, hơn nữa lấy bánh kem để đuổi quỷ quái đi, mang may mắn đến. Triều Lý mở cửa thông thương trên biển, cũng có không ít thương nhân ở hải ngoại cùng thương phẩm được mang theo thuyền tới, thành thạch châu ở đất liền nên cũng không thấy nhiều. Uông Đại Công Tử và Lý Đình đều là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này liền rất có hứng thú. Kỳ thật đây cũng là kỹ năng mà Phó Nguyệt học được ở xã hội hiện đại. Muốn làm một món hàng để bán lâu dài, ổn định, tất nhiên phải có một câu chuyện xưa ấn tượng để mọi người nhớ kỹ và lan truyền nó. Đó có phải là thứ mà chúng ta vừa ăn hay không? Không, là giá trị cùng ý nghĩa được thể hiện trong món ấy. Phó Nguyệt cười tặng hộp điểm tâm cho Uông Đại Công Tử cửa hàng phúc khí điềm phẩm của ta đến tháng 5 sẽ khai trương ở trên đường Thanh Vân, một phần quà lễ đầu tiên này tặng cho lão phu nhân của quý phủ trước, hy vọng ngài vui lòng nhận cho. Phần đầu tiên, lại là điểm tâm ở hải ngoại, ngon miệng và mới lạ, quân đại công tử cũng mừng rỡ nhận lấy. Đôi bên cùng có lợi, đều là người thông minh nên hiểu hết. Quân đại công tử chấp tay từ biệt, cảm tạ hai vị chủ tiệm tặng lễ vật tốt hôm nay, cũng chúc bà chủ phó khai trương cửa hàng mới đại các nha. Phó Nguyệt, Ung Đại Công Tử Khách Sáo. Tiễn người đi, nàng nhẹ nhàng thở vào, lại cảm tạ Lý Đình một lần nữa, Tiểu Nguyệt cũng muốn cảm tạ Đình Tỷ hôm nay trợ giúp. Chúng ta lại gì nhau nữa, đừng khách sáo, nào nào nào, để ta đưa phần ngân lượng của muội cho muội. Lý Đình lấy sổ sách ra cho nàng xem, một ngàn lượng, trừ chi phí của vật liệu gỗ, chỉ vàng và các chi phí khác là 400 lượng, của muội bảy phần là 420 lượng, muội kiểm tra lại đi. Lý Đình đưa bốn tờ ngân phiếu 100 lượng cùng 20 lượng bạc cho nàng. Phó Nguyệt tiếp nhận, lại cảm tạ một phen. Không có Lý Đình giới thiệu, nàng không có cơ hội tiếp nhận một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng nàng cũng nói rõ, sắp tới không dự định làm theo phẩm hai mặt nữa, một là lần này thật sự hao phí tinh thần rất nhiều, quá mệt mỏi, mà kế tiếp vì phải chuẩn bị cho khai trương cửa hàng đồ ăn. Hơn nữa vật quý hiếm thì sẽ đắt. Ra khỏi tiệm vải, Tiêu Thái và Phó Nguyệt lại đi tìm Hắc Cẩu lần nữa, xử lý việc sang tên cửa hàng. Chẳng qua lúc này Phương Tam gia cũng đi theo bọn họ toàn bộ hành trình, dù chưa mở miệng nói một câu, Tiêu Thái lại chú ý đến, ánh mắt hắn thường thường dừng lại ở chỗ Phó Nguyệt. Mấy ngày nay, Phó Nguyệt mua nguyên liệu nấu ăn làm điểm tâm nhiều lần, cơ bản đều để tự nhà mình dùng hoặc làm quà tặng. Hơn nữa trong nhà cũng phải chi tiêu số tiền trước đó nàng tích cốc khi theo thùa và bạc mà mấy lần tiêu thái vào thành bán con mồi đã hết sạch bởi trước đó chi trả 20 lượng tiền đặt cọc cửa hàng và trả cho lái buôn một phần chi phí công cán dẫn đi. Khi cửa hàng sang tên lập khế đất còn phải thanh toán nốt 480 lượng bạc. Hôm nay bán theo phẩm được 420 lượng, Phó Nguyệt liền ứng ra 60 lượng bạc từ của hồi môn của nàng. Cũng may số tiền chi cho lái buôn cũng đáng giá, người ta không chỉ giúp bọn họ mặc cả với chủ cửa hàng ban đầu, mà do có nhiều mối quan hệ nên họ còn dàn xếp cho đám người chủ bộ tiểu lại phụ trách sang tên ở phủ nha ổn thỏa. Vì vậy đám người Phó Nguyệt chỉ cần đi theo toàn bộ hành trình, ký tên ấn dấu tay là được. Mọi suy nghĩ của Phó Nguyệt đều tập trung về chuyện ở cửa hàng, tràn đầy hưng phấn, không hề phát hiện ánh mắt của Phương Tam gia thỉnh thoảng lại dừng ở chỗ nàng. Tiêu Thái nhíu mày, phát hiện ánh mắt Phương Tam gia tuy thâm trầm nhưng cũng không tùy tiện. Hắn nghi người che chắn hình dáng Phó Nguyệt liếc mắt cảnh cáo về phía phương tam gia phương mảnh cục mắt xuống lạnh nhạt mà di chuyển tầm mắt đi cửa hàng trên danh nghĩa thuộc về phó nguyệt coi như là tài sản riêng của nàng tiêu thái nói được thì làm được khi đám người hắc cẩu và chủ bộ tiểu lại làm việc thấy vậy đều không nhịn được kinh ngạc mà nhìn tiêu thái âm thầm tặc lưỡi phó nương tử này không ngờ trông có vẻ mềm yếu nhu nhược dịu dàng lễ phép thế mà lại là một người lợi hại hóa ra tiêu thái chỉ là bù nhìn mà thôi việc của cửa hàng đã xử lý ổn thỏa, chìa khóa và khế đất đã giao cho bọn họ, kế tiếp không có chuyện gì nữa nên bọn họ định trực tiếp trở về thôn. Tiêu Thái còn phải trở về tìm trưởng thôn để hỏi về chuyện phái những ai đi lên núi. Bọn họ đang nói lời cảm tạ khách sáo với hắc cẩu, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Phương Mảnh suốt cả quãng đường đều trầm mặt chợt lên tiếng ngắt lời bọn họ. Phương Mảnh chăm chú nhìn Phó Nguyệt, đề nghị nói, hôm nay làm xong một chuyện vui, chi bằng ta làm ông chủ, mời mọi người đi tới khách vân ăn mừng một bữa nhé. Trong thành Thạch Châu các tiệm ăn sang sát nhau, nhưng cũng được phân theo cấp bậc. Khách vân là một trong bốn tiệm ăn lớn tại thành này, tọa lạc ở khu chợ phía đông trên đường Bạch Hổ, biểu thị ý nghĩa khách khứa đến như mây. Mỗi lần tới đó là phải chi mất mấy chục lượng liền, chưa nói đến chi phí mời khách. Hắc cẩu kinh ngạc mà nhìn về phía phương Tam Gia. Không phải là hoài nghi phương mảnh không mời nổi, mà là từ trước đến nay Phương Tam Gia luôn lạnh mặt với mọi người, lại còn hơi keo kiệt một chút. Không có việc gì rất ít khi chủ động mời khách ăn cơm. Ý định của Phương Tam Gia này. Hắc cẩu liền suy đoán và bắt đầu mơ hồ hiểu ra. Phó Nguyệt thấy nét mặt của đối phương, cũng ý thức được điều bất thường, nàng chọc chọc vào phía sau eo của Tiêu Thái. Tiêu Thái dịch dịch bước chân, che khuất thân hình Phó Nguyệt, lạnh lùng mà nhìn thẳng Phương Mảnh, không cần làm phiền Phương Tam Gia. Trong nhà còn có việc hai phu thê chúng ta đi trước một bước. Tiêu Thái sẽ đối xử khách sáo với đám người có máu mặt ở cao nghĩa môn này, nhưng lại không sợ bọn họ. Nếu có người dám có ý định gì với nương tử hắn, nhất định hắn sẽ liều mạng để che chở cho Tiểu Nguyệt. Nói xong, Tiêu Thái dắt Phó Nguyệt dứt khoát rời đi. Phương Mảnh trầm mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn hai người bọn họ dần dần đi xa. Hắc cẩu xoắn suýt, hết sức cẩn thận mà thò đầu hỏi thăm dò, tam gia, muốn ta ngăn bọn họ lại không? Phương Mãnh chợt quay đầu mắng, ngươi cản cái quỷ gì? Tiểu tử ngươi cả ngày không làm chuyện gì đúng đắn, nghĩ linh tinh vớ vẫn gì thế? Hắc cẩu tuổi thân, lẩm bẩm nói, tam gia, không phải ngài, ngài coi, coi trọng nương tử nhà người ta sao? Hôm nay tam gia nhìn chầm chầm nương tử tiêu huynh đệ, hắn đâu phải người mù chứ? Hơn nửa lần trước còn kích động chạy như vậy, hắn đuổi theo mà không kịp. Vì tam gia, Hắc cậu hắn hôm nay cũng có thể chấp nhận lương tâm cắn rứt mà làm người bất nhân. Hắc cậu âm thầm dương cao, hùng tâm tráng trí, ai ngờ phương mạnh nhất chân đạp mạnh một cái vào mông hắn, cút cút cút. Tiểu tử ngươi thèm ăn đòn à, tự mình tìm lấy một cây gậy trở về để lão nương ngươi đánh ngươi đi, nghĩ lung tung vớ vẩn gì đó. Tâm cái mồm nhiều chuyện vào cho ta, đừng vô duyên vô cớ mà làm vấy bẩn danh tiếng của người ta. Nói xong lại quét mắt về hai phu thê đang dựa sát vào nhau ở nơi xa, Phương Mảnh thở dài, khuôn mặt xám xịt não nề mà đi. Thấy Tam Gia không có ý định kia, hắc cẩu cũng nhẹ nhàng thở vào, nếu không có khi bị lão nương đánh thật cũng nên. Tam Gia, ta sai rồi, là do ta ăn nói vụng về, nói lung tung, ngài chậm chút chờ ta với. Hắn lăn long lóc bò dậy, đuổi theo Phương Mảnh. Trên đường trở về thôn, nghĩ đến chuyện hôm nay, Tiêu Thái hỏi, Tiểu Nguyệt trước kia quen biết Phương Tam Gia sao? vừa rồi sau khi phó nguyệt phát hiện ra đối phương đột nhiên kỳ quái đã hồi tưởng lại trong ký ức xem nàng có quen biết vị này hay không nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra người này khi nàng ở triệu phủ tiếp khi ra phủ lúc đi ra ngoài đều là làm việc theo mệnh lệnh sẽ không ở lại bên ngoài du ngoạn bên ngoài phủ quả thực nàng không quen biết nhiều người nếu từng kết bạn với kẻ máu mặt ở bản địa như thế này thì càng phải nhớ rõ mới đúng thấy phó nguyệt lắc đầu tiêu thái liền nói không quen biết thì thôi chung quy lại chúng ta cũng sẽ không thường xuyên giao tiếp cùng bọn họ. Tiêu Thái nắm chặt tay nàng, nói chuyện khác với nàng. Đã không quen biết thì nghĩ nhiều cũng vô ích, có điều trong lòng hắn đã để lại một tia cảnh giác. Do Phương Mảnh nhìn thấy vẻ mặt xa lạ cảnh giác của Phó Nguyệt, cho nên hắn mới không hề tiếp tục mở miệng giữ người ở lại. Hết phần 4, mời các bạn đón nghe phần 5.